Mến chào tất cả quý vị đã quay trở lại với chuyên mục audio chuyện dài kỳ trong chương trình phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay. Bây giờ là 12 giờ trưa và chúng ta lại được gặp nhau vào khung giờ phát sóng quen thuộc. Quý vị thân mến, tập truyện vừa rồi Tú Quỳnh đã gửi đến cho quý vị tập 5 của bộ truyện Kiếp Mồ Côi được viết bởi tác giả Giao Ninh. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng được theo dõi những tình tiết tiếp theo của bộ truyện này. Xin mời tất cả quý vị hãy cùng với Thú Quỳnh chú ý theo dõi và lắng nghe tập 6 của bộ truyện để không bỏ lỡ nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Kính chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ. Bà Lan sau mấy hôm chạy đi chạy lại công việc rồi lại vào viện chăm con. Mặt bà tiều tụy thấy rõ. Rất nhiều người đến hỏi thăm tình hình của chính trong đó có cả gia đình riêng của bà lan người mà sống trong ngôi biệt thự ở ngoài ô thành phố được bà lan giới thiệu là bạn bè nhưng mà quan hiểu chính là con ruột của bà lan và người đàn ông ấy trong lúc này anh không muốn vạch trần ngay như thế thì sẽ chơi không đẹp trong lúc bà lan đang lo cho con trai anh muốn bà ta chu toàn ổn thỏa rồi chuyện lật tẩy và những chuyện khác phơi bày cũng chưa muộn bà lan ở lại viện mấy hôm thì quay về quán xuyến nhà cửa. Sau bao nhiêu ngày lo toan vất vả, cuối cùng cũng đã ngất xỉu. May là ở trong bệnh viện nên bà được nhanh chóng từ tới phòng nghỉ ngơi. Việc trong non chỉ còn mình Quang. Khẽ mở cửa phòng bệnh đi vào. Quang nhìn chăm chú vào đứa em đang nằm đấy với hàng mớ dây dừa lằn nhằn. Anh cũng đủ khôn mà hiểu. Chỉ cần anh rút một trong số dây ấy ra khỏi người chính thì lập tức hắn sẽ chết. Nhưng anh không làm như thế như thế thì lại không đàng hoàng ngược lại còn rất thất đức dù thế nào đi chăng nữa dù có lấy lại gia sản nhà mình hay không thì quan vẫn muốn ăn thua một cách công bằng khẽ ngồi xuống cạnh giường quan tâm sự này chính em có nghe thấy anh nói không đã nằm đây tròn trĩnh một tuần rồi đấy mẹ em hôm nay cũng không thể chống chọi được với công việc với việc chăm sóc em bà đã ngất ở ngoài hành lang kia phải nói em thực là biết làm cho mẹ của em đỡ rảnh rỗi nhiều đấy à mà anh cũng báo cho em một tin đấy là em không phải con của bố anh tức là em chẳng có tí dính líu gì tới nhà anh cả vậy mà em đã ăn hết biết bao nhiêu của cải của nhà anh rồi đấy em có bất ngờ không còn anh thì không bất ngờ cho lắm bởi vì anh biết trên đời này luôn tồn tại nhân quả chỉ là không ngờ nó lại đến quá sớm như thế công ty bề bối Giờ tới lượt em nằm đây Anh nghĩ mẹ con em sẽ có một cái kết thật viên mãn Người ở trong tù Và người kia sẽ mãi mãi không tỉnh Cũng hơi chua xót thật đấy Nhưng mà biết làm sao đây Tất cả đều là do mẹ con em lựa chọn thôi Quang ngồi rồi nói ra hết tất cả Không biết chính có nghe được không Bởi vì nếu nó không bị như thế Anh cũng chưa kể vội Mà lúc khỏe mạnh khi biết được tin ấy hẳn là nó sẽ quậy phá bà lan đi biết bao nhiêu nói xong quang rời khỏi phòng bệnh anh lắc đầu cười trừ để cho hai mẹ con nhà bà lan ăn nhờ ở đậu biết bao nhiêu năm trong nhà quá thực là đã đối đại quá tốt trên đường đi qua hành lang phía công an gọi điện cho quang báo tin về chuyện điều tra vụ tai nạn của chính cơ quan kết luận trong máu của tất cả những người ngồi trên xe lúc bấy giờ đều dương tính với ma túy gây ra giác cộng thêm chiếc xe chuyên đồ phụ kiện, tìm nếm máy móc để tăng tốc đi đua, nên vụ va chạm càng thêm thảm khốc Quang nghe xong liền đi qua phòng của bà Lan đang nằm để báo tin. Dù gì thì bà cũng là mẹ của chính, bà có quyền được biết. quan cũng hiểu, mấy ngày qua bà cũng đã khá sốt ruột, điều tra nguyên nhân về vụ tai nạn của con. Đi vào phòng, đã thấy bà Lan mặc áo vest chuẩn bị rời đi. Quang đi đến thông báo. Mẹ, Nguyên nhân vụ tai nạn, bốp. Sao? Mày định đến mỉa mai tao chứ gì? Chắc mày vui lắm đúng không? Còn tao như thế này, mày hài lòng lắm phải không? Bà Lan giang thẳng cánh tay ra, vả vào mặt Quang một cái, khiến năm ngón tay bà in trên mặt anh đỏ gây gắt. Thái độ này hẳn là bà Lan đã biết nguyên do, nhưng qua không hiểu bản thân mình thì có dính líu gì tới chuyện tai nạn này của chính. Không để anh chờ lâu. Bà ta hằng học đáp. Mày bỏ cái kiểu ngây ngô đó đi. Mày nghĩ xem, thằng chính bị như thế này là do ai? Mày lại không có tí lỗi lầm nào chắc. Chỉ là vì mày báo công an. Bắt thằng Mạnh, nên cái xe của thằng chính mới xảy ra vấn đề. Ý là vợ cả ra dòng kỹ khổ để người đời chửi rủa tao. Mẹ con mày không khác nhau tí nào cả. Mượn gió bẻ măng, cùng một ruột khốn nạn bà lan cấu lên như phát điên quan chăm chú nhìn bà ta gương mặt vô cảm rồi lại bật cười thành tiếng anh bảo thứ nhất tôi tôn trọng bà bởi vì bà là vợ hai của bố tôi là người điều hành công ty cho gia đình tôi dù gì bà cũng là người trên danh nghĩa là có công tôi cũng không thèm chơi trò tiểu nhân hèn hạ đến nỗi lấy thằng chính ra để ném đá giấu tay người tôi nhắm đến là bà còn con bà tôi chưa thèm sợ tới có chơi có chịu ai chơi thì tự gánh thôi thứ hai chuyện tai nạn thì chắc là người của bà cũng đã báo tin cho bà hay đấy là do thằng con của bà đã tháo hết những loại phụ kiện đi cùng với ô tô để thay những loại giỡn vào chạy cho nhanh bà nói rằng vì tôi bắt thằng mạnh đi tù cho nên con bà không có ai sửa xe dẫn tới chuyện xe mất lái sao người già như bà cũng ăn nói ngang ngược quá thật hiểm cỏ đây bà có biết thằng mạnh con trai bà và đứa con ngồi trong xe đó để bị nghiện không? Người là mẹ như bà, tại sao không ngăn cản nó? Mà còn cố suý cho nó đua xe, nghiện ngập kì chứ? Thứ bà, mẹ tôi có chết, có xấu xa thế nào đi chăng nữa cũng là lớn, là người vợ hợp pháp của bố tôi. Chứ không phải cái dạng tay ngang, xen vào hạnh phúc gia đình người khác. Mà bà quên rằng bản thân bà cũng đã có một gia đình hạnh phúc sao? bà yên tâm đi sau khi thằng chính ổn định tôi sẽ chơi với bà tới cùng đấy nói xong quang bỏ đi để lại bà lan một mình ngơ ngác bà mơ hồ lo sợ câu nói ướp mở của quang liệu anh đang có ý gì đây sự bí hiểm cùng với thái độ tự tin của quang khiến cho bà lan gào lên bất mãn bà vùng chạy ra cửa rồi chửi bới mày có ý gì thế hả thằng kia còn tao có mệnh hệ gì Tao sẽ không để cho mày yên ổn đâu Qua nghe rõ hết Anh không ngoái lại nhìn bà Lan một lần nào Tầm này con trai không biết rõ sống chết Bà khác gì cái loại điên loạn đâu chứ Tối hôm đó Quang đi xe về nhà nghỉ ngơi Anh về Bà Soan lại được cắt cử lên viện trong nôm cùng với bà Loan Vậy là trong nhà chỉ có còn Quang và Diễm Mệt nhọc đi lên tầng Quang mở cửa nhà tắm Tính đi tắm Thì anh giật nảy bởi bên trong bồn tắm là cái diễm đang ở đấy căn nhà rộng rãi với đầy đủ tiện nghi phòng nào cũng có nhà tắm và nhà vệ sinh riêng việc diễm vào phòng quang và tắm ở đây khiến cho anh không thể nào ngờ tới quang giật mình thạng thốt khi lấp ló trong đống bồng bóng tạo ra từ sữa tắm là bộ ngực như loa thùng của diễm khiến anh đứng hình phải mất vài giây sau quang mới nhớ ra vội vàng kéo cửa nhà tắm xấu hổ bị chiếm nhà tắm anh đi xuống dưới bếp lục loại đồ ăn thấy có bánh mì với ít sữa anh ăn lót dạ nhanh chóng trường ngồi chờ đợi tới lượt được tắm bao nhiêu ngày ra vào trong bệnh viện anh cũng rất mệt mỏi công việc ở khách sạn cũng chỉ đào từ xa trong lúc dựa lưng vào tường quang ngủ thiếp đi lúc nào không hay. trong lúc mơ màng anh cảm nhận rõ có bàn tay đang sờ vào mặt anh rồi cứ thế luồn qua khe cúc đã mở được mấy hàng sờ vào ngực quang mê mẩn anh bớt giác đưa tay dùi mắt Cái tay hư hỏng kia cũng ruột lại theo Quả như dự đoán Trước mặt quan là cái diễm Nó đang đứng nhìn anh chầm chập tựa hồ như muốn ăn tươi nuốt sống Mái tóc vẫn còn ướt sủng Thân hình xồ xề vì mang bộ vượt mặt Như không quên khoe khéo Cặp ngực bị o ép Quang ngồi thẳng dậy hỏi hàng Diễm sao? Chưa ngủ hả em? diễm cười hiền lắc đầu ngồi xuống cành quang đáp bây giờ vẫn sớm mà anh bồn tắm phòng em chẳng hiểu thế nào mà lại bị tát nên em sang phòng anh tắm nhờ mà anh chính nhà em trong viện thế nào em bầu bị nặng nhọc như thế này muốn vào cũng không được thôi thì chăm sự nhờ cả vào anh hẳn là bồn tắc quang mỉm cười gật đầu chấp nhận cái lý do quái đáng này của diễm ống nước chạy từ phòng chính mới sang được phòng quan mà phòng quan không tắt nước trước thì thôi lấy đâu ra phòng nó gặp vấn đề chứ mà kể cả là ống có tắt nó sang phòng khác tắm nhờ vẫn tiện hơn là phải đi tới phòng biệt lập giống như phòng của quan nói ra chẳng có cái ống nào tắt cả chỉ là mấy hôm trước nó bắt được tín hiệu chuyển làng của quan cho nên e dè thăm dò xem có phải anh đang mời gọi nó hay không mấy hôm thò mặt sang nó đã bị Quang chửi cho vút mặt không kịp. Nay vào phòng tắm riêng của Quang thì chớ, anh lại vẫn cứ nhẹ nhàng không trách móc tí nào, khiến cho Diễm khá phân khích. Mới đầu khi Quang nhẹ nhàng với Diễm, nó vẫn có đôi chút nghi hoặc. Nhưng rồi sau đó cũng có thể hiểu ra, trong lúc em trai nằm viện không biết sống chết ra sao, lại còn đang bầu bị. Quang đang tội nghiệp cho đứa em giàu phải chịu nhiều khó khăn, trước mắt cũng là điều dễ hiểu. Nước mắt lấp lánh của Diễm nghẹn ngào nhờ vả Quang không do dự mà gật đầu Anh bảo Sao em lại nói như thế Chính dù gì cũng là anh em với anh Thi thoảng anh ghét thì anh vẫn chửi nhau thế thôi Máu mũ ruột già bỏ nhau thế nào được chứ Với lại anh rất sợ cái cảm giác Mất đi người thân Giống như cái năm mẹ anh mất vậy Thời đấy anh còn bé tí Đau lòng lắm em ạ à. Nhắc tới mẹ Quang bất giác rời nước mắt Người thường khóc nó lại quá bình thường Nhưng đối với người đẹp trai như Quang Chỉ cần anh khóc thôi Cũng tạo ra được một siêu phẩm Thấy trai đẹp khóc Diễm đánh đá tới đâu cũng mũi lòng thương Nó nói Em có nghe qua chuyện mẹ chồng em là Tiểu Tam Xem vào mối quan hệ gia đình của anh Không biết là thật hay hư Hồi em mới về Trông thấy anh với mẹ thân thiết như thế Em không tin đâu Quang nhìn em dâu thở dài lắc đầu anh mệt nhọc đáp thì em nghe mấy lần anh với chú chính chửi nhau thì cũng nói ra rồi đấy em nghe đúng cả cả chuyện bà Lan là người thứ ba cùng thế nhưng mà bố mẹ anh mất cả anh không muốn giữa mình và bà Lan xảy ra xung đột cho nên anh là người chủ động làm hòa người ta bảo nghèo mới cắn xé nhau nhà mình đủ ăn đủ mặt sao phải làm như thế chứ quan thở dài tan thở diễm nghe thì gật đầu tấm tắc tại sao trên đời lại lạc lòi ra người giỏi giang mà vẫn nhìn giỏi được như quan chứ trong khi còn suy nghĩ miên man quan lại tiếp tục câu chuyện em không biết đâu chuyện chú chính tai nạn thế này bà lan vẫn đổ lỗi cho anh đấy lúc ở viện anh nghe thấy bà nói chuyện với ai trong điện thoại nhắc tới em mang tay nếu chú chính chẳng may không qua cõi thì đưa em về lại nhà bà long còn bà Lan sẽ phụ trách chăm cháu Quang nói ngập ngừng Chỗ được chỗ mất Tỏ ý che giấu Và lượt bớt những từ khó nghe Thái độ gượng gạo cùng với câu chuyện liên quan tới mình Không rõ đầu đuôi khiến cho Diệm thắc mắc Nó hỏi Sao em lại phải về nhà bà Long? Em là con dâu nhà này cơ mà Danh chính ngôn tuần Cứ hỏi đàng hoàng Sao con em thì ở Mà em lại phải về nhà mình chứ Mẹ vô lý thế cơ à thì đấy thế mới nói em cũng biết từ ngày mẹ ngọt nhạt thế thôi chứ một khi tức cái gì lên đến bà xoan giúp việc bà ấy cũng chửi là con nọ con kia theo nhanh nghĩ chắc là bà lan không tin tưởng em nếu như chú chính có mẹ nề gì bà ấy chỉ có trách nhiệm với cháu là cùng thôi em cũng biết mẹ chồng nàng dâu bao đời nay rất khó để hòa hợp bà ấy chưa sợ tới em là bởi vì em còn có chú chính Bây giờ chẳng may chú khuất đi Em nói xem bà Lan sẽ nghĩ như thế nào Có cho em ăn tổ yến Gà hầm nữa hay không Nói nhẹ nhàng văn minh Thì là bà cho em về nhà mẹ đẻ Cho thoải mái tư tưởng Cho em cuộc sống tự do Để bắt đầu lại từ đầu Nhưng nếu nói đúng chất của con người ghê gớm Thì chồng chết là bà ấy đuổi đi Quang tim diễm vào đầu cái diễm Rất nhiều chuyện khiến con bé chết sững cái đầu đặc quánh hơn bả đầu này Nghĩ được cái chuyện gì chứ Cho nên khi Quang nói ra câu nào câu nấy Diễm như kiểu được khai sáng Bởi vì Quang nói rất có lý Chứ không phải nhận xét cá nhân Từ trước tới nay Bà Lan và Diễm không ai nói chuyện nhiều với nhau Chỉ là dăm ba câu gặp nhau trong bữa ăn Bà Lan bận tối mắt tối mũi Còn Diễm thì quanh quẩn trong nhà Đâu hiểu được cái tính nết mẹ chồng Được như Quang Đã ở chung từ bé quang nói có mấy câu mà diễm thấy bực thực sự trong thâm tâm nó cũng không muốn về lại nhà của mình nữa ở đây nó được ăn sung mặt sướng tiêu tiền không nghĩ ngợi vợ bác nó về nhà là chịu cảnh khó khăn nó sung sướng đã quen tối. thì đời nào mà nó chịu chứ càng nghĩ nó càng ghét bà lan hóa ra từ trước tới nay bà không hề coi trọng nó nó sống ở đây là bởi vì nó có bầu nay nhà chồng có mẹ nề gì bà Lan trở mặt là điều dễ hiểu. Kể ra người làm ăn như bà Lan, chỉ thích người làm việc, chứ không thích người như Diễm, ở không, có bà cũng chẳng cần. Càng nghĩ thêm thì Diễm càng thấy ghét bà Lan. Người giàu có như bà, vậy mà cũng tính toán với cả con dâu. Trong lúc im lặng, mắt Diễm cứ lông lên sòng sọc, chứng tỏ nó đang rất căm thù bà Lan. Khẽ đặt tay mình lên tay Diễm vuốt ve Da thịt quan chạm vào khiến cho Diễm rùng mình Gai ốc cứ thế dựng lên cả Sự mềm mại trong ánh mắt Cùng với giọng nói trầm ấm Khiến Diễm quên mất Phải nghĩ cái gì quan thiết tha động viên Mặc dù là như thế Nhưng mà em yên tâm đi Em vẫn là em dâu của anh Là vợ của chú chính Có chuyện gì xảy ra Anh nhất định sẽ bảo vệ em tới cùng Nhất định sẽ không để cho em và con Phải chịu thiệt tòi đâu Lời hứa hẹn khiến cho Diễm gật đầu xúc động Nghe đầu giống như Quang mới là tác giả của cái thai Người đẹp trai như Quang đã hiếm Đẹp mà khéo léo Giàu có thì lại càng hiếm hoi hơn Cho nên chị mới nói mấy câu Diễm đã đổ gục hoàn toàn Diễm tin tuyệt đối vào lời hứa hẹn quá đuổi ngọt ngào của người anh chồng Vì chứ nếu chính chẳng mày không qua khỏi Thì đối với Diễm cũng không có gì to tát bởi vì diễm đinh ninh đã có quan đứng sau bảo vệ cho mẹ con cô ta căn nhà rộng lớn không có ai quan kể hết tất cả chuyện bà lan đến công ty với tư cách là nhân viên rồi quyến rũ bố anh thế nào còn chuyện nghi ngờ bà có gia đình riêng bên ngoài thì anh không đề cập tới trong lúc nói chuyện quan nhấn mạnh việc bà lan sinh được chính và được bố anh cho một nửa tài sản với người tham lam như diễm ắt nó cũng sẽ nghĩ Nửa gia tài ấy sau này cũng là của chính Nếu chính mất Thì nó và con cái đều có phần Nếu bà Lan đuổi nó về Thì ác hẳn bà đang không muốn cho nó Được kế hưởng tài sản Diễm nghe đến đâu Thì sôi máu tới đấy Cả cái công ty to như thế Vậy mà bà Lan muốn ăn hết một mình sao Quang nói thêm Kể ra từ chuyện gia tài Anh không quan trọng lắm đâu Bởi vì như em thấy đấy anh thì đã không còn dính líu gì tới công việc hay là công ty ấy nữa, mà toàn tâm toàn ý đầu tư cho khách sạn. Nhưng bởi vì bất bình, đáng lý em cũng có một phần trong công ty ấy là của chính. Nhưng bà Lan đang cố tình không cho em biết để đòi quyền lợi, nên anh nói ra đây cho em nghĩ. Sau này em ở đây, tự cảm nhận và đánh giá. Chứ không mất công người ta chửi anh là con riêng, lúc nào cũng có suy nghĩ không tốt về mẹ ghẻ. Quang trưng ra cái mặt buồn thiêu Mong cái Diễm thông cảm Nghe tới chuyện mình có của Nhưng lại bị lẫn tay trên Nhưng Quang lại là người hiểu biết Mà thời gian tâm sự bấy nhiều Cũng khiến nó tin tưởng Quang hơn Diễm không ngần ngại mà hỏi Vậy thì theo anh Em phải làm thế nào Chẳng lẽ em lại phải ra đi tay trắng như thế Rồi con của em biết sống thế nào đây Cũng chỉ có một thời gian nữa Em đã sinh mất Diễm thuốc thiết khóc Kể khổ Nắm thóp được Quang nói ngay Anh cũng biết là em thiệt tội Nhưng mà em biết đấy Bà Lan không phải dạng vừa đâu Không phải cứ đòi quyền lợi Mà bà ấy chia cho em Mà anh thì không làm ở công ty Nói trắng ra Anh không muốn dính líu tới bà ấy Quang loanh quanh Tỏ vẻ không muốn giúp đỡ Bởi sợ ảnh hưởng đến bạn thân Nghe tới đây nó sợ Quang không cứu lấy nó Nó liền cuốn quyết Anh ơi anh phải thương lấy em thường lấy cháu của anh Sau này chồng em mà thành tật Thì bà Lan không đói hòa gì tới mẹ con em Em biết bấu víu vào đâu chứ Anh phải thương em Thường lấy cháu chứ Diễm cứ thế ị ôi Quang nhìn chăm chăm vào khuôn mặt nhăn nhó Đang cố ép ra cho thành nước mắt Nhưng lạ luôn thay Không có lấy tí nước mắt nào cả Mà cái tay của Diễm Là bấu sát lấy cặp quần Cách chỗ hiểm chỉ còn có một đốt ngón tay chép miệng lắc đầu quan tặc lưỡi đồng ý thôi được rồi anh sẽ giúp không phải vì anh thương em mà vì anh thương cháu anh nhưng mà anh không dám chắc đâu chỉ biết cố gắng cho em với cháu đỡ khổ trước mắt xem chú chính thế nào còn chuyện lấy phần trong công ty cho mẹ con em cứ để cho anh tính nhưng mà anh nói trước anh không tham lam gì cả bởi vì một nửa thì cũng là của anh đấy đây là anh đang đòi phần cho em nên mọi chuyện em phải nghe theo anh chỉ đạo Tuyệt đối không được tỏ thái độ với bà Lan Bà ấy chung quy lại vẫn là mẹ chồng của em Chính thì còn đang trong viện Em phải là một người con Là một người con dâu Người vợ trong gia đình Nói chứ đời chỉ sợ mình sai thôi Một khi đã đúng thì không phải sợ gì cả Lời động viên của Quang Như thể tiếp thêm sức lực Người ngang ngược nghe được dăm ba câu lý lẽ của người đẹp trai Thì cứ say như bị bỏ bùa Diễm gật đầu đồng ý Quyết làm cánh tay đắc lực để quan điều khiển Hồng lấy được tài sản từ nhà chồng Kể ra mà nói Người ta bảo những kẻ hay khua môi, múa mép Tường không khôn ngoan Nhưng cũng chẳng sai đâu Cái Diễm tuy đành đá thế Nhưng cuối cùng cũng chỉ là một người đàn bà đanh đá Có suy nghĩ khá là nông cạn trong khi quan xoáy vào vấn đề tiền nông Chủ đề mà ai cũng quan tâm tới Nếu như là cái mây Nó sẽ sang đòi hỏi Phần của chính trong công ty là bao nhiêu phần Phần của bà Lan là bao nhiêu Khả năng đấu Thành công là bao nhiêu Và nếu như không thành công Thì có ảnh hưởng gì hay không Bà Lan có để yên ổn hay là không Nhưng rất tiếc Diễm lại không hiểu điều sâu xa ấy Nó chẳng khác nào con rối Bị quan giật dây sai việc chỉ mới nhắc tới tiền Nó đã quyền mất tất cả mọi thứ Bất chấp để quan hướng dẫn Mong sao hớt được phần ván nổi Mà quan đã vẽ ra Biết đâu sau này chồng nó có thế nào Nó lại vớt vát được quan thì sao Lại tốt quá chứ làm sao Khi còn đang rất ham hở Nghĩ tới phần tài sản của gia đình chồng Mà quan vẽ ra Mắt của Diễm cứ thế sáng rực Rồi bất giác liếm môi Cứ thế nó bị cuốn vào trong trò chơi của những người giàu có. Anh biết trong khoảng thời gian này em cũng đã rất khổ sở và lo lắng cho chú chính. trong em tiều tụy như thế chắc ăn không ngon ngủ không yên có đúng không? Diễm giật mình khi Quang vừa chép miệng, sờ tay lên má nó tỏ ra vẻ tiếc ngọc. Nó gật đầu thở hát ra tỏ vẻ mệt nhọc cho đúng người lo nghĩ. Diễm không bảo sáng nay. Nó phải đá hai bát phở thêm một quả trứng mới chắc dạ. Trưa chán lắm cũng xơi được nửa con gà với ba bát cơm. Nhìn Diễm tăng lên, người phốt pháp hơn cả con trâu mộng. ấy thế mà Quang vẫn nói ra câu nói. Quá đổi là trần truồng khiến cho Diễm cảm thấy bản thân có giá trị biết bao. Mỗi cái vô tình quan chạm tay vào da thịt khiến cho Diễm cứ say như điếu đổ. Cái cảm giác chinh phục người đàn ông lạnh lùng khó tính nhưng đẹp trai Quả là thích thú Sau cuộc nói chuyện Diễm gần hơn với Quang một chút Nó quên bén đi Trong bệnh viện còn có người chồng chưa rõ sống chết Trước khi về phòng Quang liền dặn Nhớ lời anh nói đấy Mọi sự em cứ để cho anh lo Nhất định sẽ thành công Diễm gật đầu cười và rời đi Quang cũng về phòng nằm nghỉ ngơi Xem camera khách sạn Hôm nay khá vắng Ngoài sảnh Mày vẫn đang ngồi đấy tranh thủ lúc không có người ngồi ôn bài. Bỗng chó quan thấy mày đưa tay bịt miệng như trực nôn. Ngồi một lúc bần thần, cô mới chăm chú đọc lại bài. Quan sự nhớ ra ngày mai chính là ngày thi chính thức, nên lấy điện thoại gọi cho mây để hỏi hàng. Sao rồi? Ngày mai thi môn đầu tiên đúng không? Đã ôn bài hết chưa? Mà này, học ít tôi, không là ốm đấy. Ngày mai chuẩn bị đi, anh ghé qua chở đi ăn sáng Rồi đưa em đi thi Em biết rồi Xe em đang hỏng May quá Anh lại cho đi nhờ Cuộc nói chuyện ngoại tâm giữa hai anh em quá đuổi đơn giản Nhanh gọn Nhưng Quang không biết Sau khi cướp máy Cô đã phải chạy học tốc Vào nhà vệ sinh bởi vì cơn ngán đang ập tới Đây đã là lần thứ N Mây nôn ói kiểu như thế Mệt nhọc tới nỗi Thở thôi cũng thấy mệt người xanh sao vàng vọt như tàu lá chuối, nhưng mây không dám lơ lạ, công việc, sợ nhân viên khác sinh nghi. Lưỡng tưởng đi vào, mây lau qua mặt ướt bằng mấy tờ giấy khô. Từ lúc biết mình có bầu cô cứ suy nghĩ mãi, nhưng lại không dám đi khám, cũng không biết phải làm gì với cái bầu. Liệu đường học hành của cô sẽ tới đâu? Thôi thì bài vở đã ổn, cô không thể nhụt ý chí như thế này được. May tự nhủ, từ bé tới lớn chuyện gì cô cũng làm một mình Chẳng lẽ sau nuôi con một mình cô lại sợ sao Nhất định cô sẽ hoàn thành tất cả mọi thứ Một cách tốt nhất Với lại sau mấy ngày thi này Cô còn có những chuyện khác cần phải làm Cũng quan trọng không kém chuyện thi cử Sáng hôm sau Mai dạy chuẩn bị đồ đạc đi thi Đứng ngoài sánh chờ một lúc thì quan tới Mai nhanh chóng mở cửa xe Cô thoáng giật mình vì bên trong xe có cả Diễm. Nói thì hơi mê tín nhưng mày thấy lúc nào gặp cái Diễm cũng không có ngày nào gọi là tốt đẹp. Nay lại là hôm thi quan trọng. Gặp cái con âm binh này dù cho cô có ôn bài kỹ tới đâu. Bỗng tự dưng, chữ cũng chạy mất. Mày ngồi ra ghế sau. Ghế này tao ngồi. Khi mày còn xị mặt ra vì nghĩ tới chuyện xui xẻo khi gặp cái Diễm nó đã thành nhanh chóng Đuổi cô ra ghế sau Mặt nó cũng không lấy gì là thiện cảm Khi đã một thời gian không gặp lại đứa em mây cũng chỉ thấy lạ Rằng quan trước kia khi nhắc tới Diễm Anh cũng không ưa mấy Vậy mà giờ lại cho cái Diễm đi cùng xe với anh Có quá nhiều điều lạ lùng May không thể nào hiểu nổi May nhìn quan Không lên ghế sau mà đáp Này có việc phải không anh Thôi để em bắt xe đi cho tiện đỡ phiền Không, có phiền gì đâu chứ con bé này Cứ ngồi lên đi anh chở đi Sợ chị dĩ mà Không sao, anh chở chị ấy đi lên viện Chú chính đang nằm ở nhà đấy Mây cũng có nghe chuyện chính bị tai nạn Mà trong phút chốc nhìn thấy bản mặt cái diễm lại quên Cuối cùng cô vẫn trèo lên xe ngồi Suốt quãng đường đi Quang và Diễm nói chuyện với nhau rất nhiều Cười cũng rất nhiều Nghe cái cách anh chị ghẹo nhau mà ngứa mắt Mày thấy lớn cấn sai sai Nhưng lại không tiện hỏi Trước là bà Tiên người yêu cũ Bây giờ lại tới cái diễm Mày khó chịu thực sự Đôi mắt bớt giác Giật lên mấy cái liên tục vì ghen tức Cô nghĩ ngợi Anh đang làm cái gì thế chứ Còn anh Nó đang ngồi ở đây nè Diễm đạo mắt qua gương Thấy mày không nói năng thì ngứa mồm Nó quay lại bắt chuyện có công ăn việc làm rồi, sao lại phải thi cử làm cái gì chứ? Đằng nào trừ cây đổ thì cũng về cọ toilet nhà anh quan thôi. Mà nè, sao mặt mày lên nhiều muộn thế? Mày có bầu sao? Câu nói nửa đùa nửa thật khiến cho mày sợ hãi, sợ tay lên mặt. Đúng thật, mặt cô bây giờ rất lắm muộn. Trước kia, không bị nhiều như thế bao giờ. Sợ sự việc bị bại lộ, mày toàn nói thì Quang đã xen vào học nhiều quá nó như vậy đấy. Những đứa mọt sách học suốt ngày, đem nóng trong người, mọc muộn là điều bình thường. Cái may bị như thế còn ít đấy. Ngày xưa, anh mọc nhiều còn không có chỗ hở cơ. Với lại làm ở chỗ anh tạm thời thôi. Sau học cao lên rồi, làm công việc nhẹ nhàng. Cái may còn trẻ, lại là con gái. Dù thế nào, học hành cũng khiến cho con người có khí chất hơn. Quang bên mây chậm chập, Chẳng hiểu sao dạo này anh rất hay nhạy cảm, khó chịu khi nhắc tới chuyện bầu bì và mây. Rõ ràng cô vẫn như thế, anh cảm thấy ngại ngùng khi gặp mây. Nhưng hỏi rằng làm sao thì anh lại không biết. Diễm thấy quang bên cái mây thì cũng chữa ngượng đáp. Em treo tôi mà, anh lại tin thật sao? Người xấu như đó ai mà dám làm cho nó có bầu chứ? Anh không nghe mẹ em nói, từ thời lâu đã phải động viên nó đi mai mối chứ sâu quá lỡ lứa thì lại khó gả Người như đó, khiêu có chó nó lấy. Miệng tuy là nói đùa, nhưng mà câu sâu diễm vẫn tỏ ra hậm hực. Mây nghe xong câu nói không thèm đáp. Cô tẩm tím cười. Phải rồi, có chó mới lấy cô. Bố của con cô là người mà ngay cả cái bản thân Diễm cũng si mê như điếu đổ. Người mà đi đến đâu, hào quang tỏa ra đến đấy. Người như quang Nói thật thì cái giống gì mây cũng đều ưng bụng cả. Chở mây tới điểm thi, Quang và cái diễm tới bệnh viện. Sức khỏe của chính vẫn không khá lên một tí nào cả. Bà Lan ngày đêm túc trực cạnh con, còn mướn người canh gác suốt đêm. Bởi vì bà sợ Quang sẽ thủ tiêu con bà, hồng triệt hạ vấn đề gia sản thừa kế. Quang vào, bà Lan chỉ liếc anh một cái không nói không chặn. Trong thâm tâm, bà vẫn nghĩ vụ tai nạn này của con trai bà là do Quang đã hại, chứ không phải do chính độ xe quá mức cho phép. Đã sử dụng ma tí và rượu bia, đến công ty thì nợ nần, công việc, về viện thì chăm con, không biết lúc nào sống, khi nào chết. Bây giờ bà không còn sức lực mà để cãi nhau nữa. Quang tới đây cho có mặt, rồi lấy lý do công việc vội vàng đi luôn. Thấy cái diễm vẫn ngồi đấy ngơ ngát. Bà Lan thấy lạ, thường nó cũng cấp đít về ngay, bởi vì nó nói bệnh viện là nơi truyền bệnh không nên vào bà cũng nghĩ nó chữa vượt mặt thì cho nó về bà hỏi sao không về với nó đi ở đây làm cái gì về nhà con cũng xót ruột con ở đây trong nhà con bà lan sinh nghi trước giờ nó không hề biết điều như thế mà hôm nay đuổi nó cũng nhất định ở đây suốt cả ngày hôm đó diễm ngồi cạnh bà lan nó thì chơi điện thoại, còn bà Lan thì vẫn tranh thủ làm việc. Trông thì có vẻ Diễm không quan tâm. Nhưng hai con mắt nó đang dán chặt vào mấy sắp giấy tờ. Diễm phóng to lên, rồi chụp lại gửi ngay qua cho Quang. Bởi vì quan sợ nó bị lộ, nên cứ gửi cho tấm hình nào, anh đã kịp lưu vào trước khi cái Diễm xóa hết toàn bộ. Diễm tới đây không phải để thăm chồng, mà nó là do Quang đã sắp xếp trước đó. Mấy ngày nữa trôi qua, Diễm đều làm cách này để lấy cấp số liệu, giấy tờ, khách hàng quan trọng của bà Lan rồi gửi cho Quang. Công xá của nó rất rẻ, tối về chỉ cần Quang vuốt tóc nó hay véo nhẹ má nó một cái cũng đủ khiến cho Diễm ngây ngất cả đêm. Bầu bì phải hạn chế chuyện chăn gối, nhưng mà nhu cầu của Diễm khá cao, để nó hứa nhất định phải thịt được Quang trong ngày gần nhất. Ngày hôm đó, Diễm lấy được một số thông tin rất quan trọng của bà Lan. Nghe đâu, sắp tới đây bà Lan sẽ tung ra bán hàng loạt cổ phiếu cho người cần mua, nhất là những người không biết về việc công ty sắp sửa sụp đổ. Bà Lan sẽ ra chiêu độc cuối cùng, nhằm vơ vét một mẻ lớn rồi cùng với gia đình nhỏ cao chạy xa bay. Cuối cùng thì ai chết thì cứ chết, công ty là mồ hôi xương máu của bố mẹ anh cứ thế đổ xuống biển. Mà người ác ôm như bà Lan lại có một số tiền đủ để quản đời sau này không phải nghỉ ngợi. Nhận được tin báo này, Quang thực sự rất mừng. Anh nói qua điện thoại với Diễm. Thực sự rất cảm ơn em. Em đúng thật là ân nhân của đời anh. Anh sẽ chuẩn bị phương án để đối phó với bà Lan. Nhưng mà trước mắt, anh muốn trả ơn em thật hậu hĩnh. Em có yêu cầu gì không? Anh sẽ cố gắng đáp ứng. Mắt cái Diễm sáng rực lên. Nó cũng chỉ chờ có cầu như thế. Khẽ mỉm cười xấu hổ nó đáp Vậy tối nay 8 giờ anh về nhà đi Em sẽ nói ra yêu cầu của mình Anh nghe cũng hiểu nó muốn nhắc tới chuyện gì Nhưng quan vẫn gật đầu đồng ý ngay Đến 7 giờ tối Diễm vừa bước ra từ nhà tắm Này ác hẳn nó đã tắm hết nửa chai sữa tắm cho người nó thơm tho Bởi nếu như suy đoán Tối nay là một đêm rất hay ho Khi quan gõ cửa phòng của nó bảy rưỡi quang đi vào bệnh viện trông thấy bà lan một bước không đi một ly không rời đôi mắt trùng xuống không mở nổi vì thiếu ngủ ngồi cạnh bà quang nói nhỏ mẹ mẹ nên về nhà nghỉ ngơi đi cứ như thế này mẹ sẽ ốm mất <laughs> mày định đuổi tao đi để mày dở trò với thằng chính chứ gì quên đi tao sẽ không bao giờ đi đâu cả Bà Lan nói xong liền quay ngoắt đi, không buồn nói một câu nào nữa. Quang nhìn bà ta, anh thở dài nói tiếp. Mẹ có thể bớt nghĩ xấu về con được không? Nếu con muốn hại nó không cần phải chờ tới hôm nay. Với lại mẹ cắt cử người trong thế này, camera tứ hướng, mẹ vẫn sợ con dở trò sao? Mẹ nghĩ con không phải là người thường à? Chỉ là con thấy mẹ khổ quá. Sớm nay con dặn bà Soan đi chợ mua sâm với gà đen cho mẹ tẩm bổ Mẹ nên về nhà ăn uống Không nghỉ ngơi thì cũng phải tắm giặt chứ Trước lời nhắc nhở này của Quang Bà Lan nhìn vào bộ quần áo Mấy ngày chưa thay Có lẽ bà quá mệt mỏi Không thể gồng lên chống đỡ nổi nữa Cho nên bà quyết định trở về nhà Quang đứng ở ngoài sân Nhìn xe bà Lan đi mất Anh mỉm cười thật tươi Tôi đã chuẩn bị một vở kịch rất đặc sắc Chờ bà về xem đấy Bà Lan bà lan về tới nhà đầu tóc rủ rượi bay phất phơ không buồn chạy chuốt đánh xe vào trong sân bước xuống bà hít một hơi thật sâu mồng tống khử những áp lực những mệt mỏi ra ngoài nhưng chỉ đỡ hơn một chút trong không khí thoáng đảng của căn biệt thự nhiều cây xanh len lỏi trong đó là mùi thuốc bắc của sâm hảo hạng mùi của gà tần của những món ăn nóng hổi được bà xoan trong bếp chế biến chỉ còn chờ chủ về là dọn mâm Đứng giữa khoảng sân nhà rộng lớn, bà Lan thấy tâm trạng tỉnh táo lên. Gạt bỏ câu chuyện bà là kẻ thứ ba chen vào gia đình người khác, thì bà Lan cũng đã gắn bó với căn nhà này. Ngót nghét cũng đã chục năm. Từ khi là thiếu nữ cho tới tận bây giờ, đầu đã hai thứ tóc. Sau chuỗi ngày mệt mỏi triền miên, sau biết bao nhiêu đêm thức trắng, sau những tức bật lo toan, khi quay về nhà, bà nhận ra ngôi nhà này vẫn là nhẹ nhàng và êm ả nhất. Bà về rồi hả? Bà lên phòng tắm rửa đi. Tôi dọn cơm lên là xong thôi. À, nhân tiện bà gọi mời Diễm xuống một thể nhé. Không là cơm canh nguội mất ngon. Bà Soan niềm nở nói vòng ra khi bà Lan vẫn còn đứng ở bên ngoài. Bà Soan vẫn vui vẻ, niềm nở như thế. Vẫn nhiệt huyết và nhanh nhẹn. Chỉ có cái là bà đang bị thời gian bào mòn mà già đi. Để mà nói người giúp việc này về việc làm thì không có gì để bà Lan chê. Chẳng qua bà Lan khó chịu là bởi vì bà Soan đã phục dịch từ đời vợ cả, nên bà không muốn đến đời mình cũng là do bà Soan hậu hạ. Hơn nữa thời gian trước, bà Lan muốn mượn tay bà Soan để nấu ăn, chơi quan nhiều lần. Xong vì bà Soan cẩn thận nên lần nào quan cũng may mắn thoát chết. Nhưng mà so đi tính lại, bà Soan vẫn là người cả nhà tin tưởng thân cận nhất. Bà Lan đánh mắt sang bà Soan, không nói không rằng chỉ khẽ gợt đầu rồi lưỡng thưởng lên phòng tắm. Bà Soan ngước mắt nhìn theo dáng bà Lan đi lên rồi chờ đợi một bất ngờ sắp sửa ập tới. Trong phòng diễm, nó đang đánh lại một nghìn lé một lớp phấn, mặc lên người bộ đồ lưới mỏng tan. Bên trong nó không mặc thêm gì bảo hộ cả, mọi thứ chuẩn bị tương tức. Nó quay sang mở sẵn chai rượu Thêm một chút nhạc du dương Khung cảnh lãng mạn Khiến cho Diễm mường tượng tới giây phút Quang mở cửa đi vào Bà Lan tấm táp xong Thì đi ra ngoài chuẩn bị ăn cơm Nhớ tới lời của bà Soan Nhờ gọi Diễm xuống Bà đi tới gõ cửa con dâu Khéo trùng hợp tay Đồng hồ chỉ vào 8 giờ 5 phút Nghĩ là suýt soát thời gian Diễm hẹn Quang về phòng mình Bên trong phòng Mỗi phút trôi qua khiến cho Diễm hồi hộp, tưởng chết. Nó nín thở chờ đợi, quên bén đi cái bầu lùm tùm trước mặt. Nó cũng không sợ ảnh hưởng tới con đâu. Bởi vì sớm nay, nó cũng tham khảo xem cái thế nào đơn giản nhưng vẫn sùng sướng nhất. Tầm này cũng chỉ biết chờ và thực hiện thôi. Khi Diễm còn đang uống rượu trên bàn, thì bên ngoài đột nhiên có tiếng gõ cửa. Nghĩ đó là quan, bởi vì theo suy nghĩ thì bà Lan đang ở viện không về, bà xoan thì đã được dặn không làm phiền cô trên gác mọi thứ đều đúng với dự đoán diễm chỉnh lại tóc tai kéo trễ cái lưới xuống tận ngực rồi đóng đảnh đi ra mở cửa cánh cửa mở ra diễm tạo dáng đồng đưa khiêu gợi nhưng đen đuổi tay bên ngoài không phải là quan mà là bà lan mẹ chồng của nó diễm giật thót tim trông thấy mặt bà lan không khác gì ma quỷ nó vội vàng kéo cái dây lên che chắn bộ ngực to hơn hai quả bưởi đào. Lúng túng, xen lẫn sự sợ hãi. Diễm Toan đóng cửa lại để thay một bộ quần áo tươm tất hơn. Thì bà Lan đã chặn cửa, rồi cứ thế đẩy Toan ra. Cái diễm bị động không còn cách nào khác, đành lấy hai tay ôm lấy người che chắn. Bà Lan nhìn chăm chăm vào con dâu trước mặt, với cái vẻ rách mặt trên người, rồi lại nhìn xung quanh căn phòng bầy biện Bà đủ khôn ngoan để nhận ra tình hình con dâu có ý đồ như thế nào. Trên bàn kia vẫn còn hai cái ly rượu rót sẵn cùng với cành hoa vương vậy. Nếu bà không về, không vô duyên mà lên đây gọi cửa, hẳn là cái diễm đã có một đêm sung sướng tới đi người. Không tính tới chuyện có tai, không tính chuyện nó đang ở trong nhà chồng. Mà chồng đang tai nạn nằm ở kia, nó vẫn ở nhà hú hí với trai được, thì đúng thật là quá giỏi. Bà Lan đi vào trong phòng, bà đi, thì cái diễm lùi, nó không giảm hé rằng nửa cầu. Bà Lan thấy vẻ e dè lo sợ của cái diễm, thì càng hiểu ra vấn đề. Bà hỏi. Trong thấy tàu mở cửa, hẳn là mày không chào đón lắm gì. Mày định chờ đợi ai? Ờ, dạ, dạ, dạ không, con làm sao lại không vui được chứ? Mẹ về khi nào, sao không báo để con xuống đón? Búp! Trong khi cái diễm đang đòn đã Nói lấy lòng Thì bà Lan đang thẳng tay vã cho nó một nhát Ngã nhào về phía bàn rượu Chỉ tay về phía mặt con dâu Bà Trừng mắt hỏi Còn tao Nó còn nằm ở viện kia Mày vui vẻ cái nỗi gì Mày mặc thế này để chuẩn bị đón tàng nào Còn lắng lơ Bà Lan chửi văn cả nước bọt Rồi đánh liên tục vào cái diễm Trong cái bầu vượt mặt bà lại cay đắng nghĩ cho đứa con trai đang nằm chờ chết bao nhiêu áp lực dồn nén cứ thế bà đổ lên đầu cái diễm trong lúc lên cơn điên đánh con dâu bà sực nhớ tới quan ở nhà này không có ai ra vào tự nhiên hơn quan mà khi nãy ở trong bệnh viện chính quan là người khuyên bà hãy trở về nhà ăn cơm còn nhấn mạnh rằng đã nói bà xoan chuẩn bị đồ cho bà tẩm bổ bà đã quá thiếu suy nghĩ khi nghe quan mà trở về nhà để bắt gặp con dâu mình trong bộ dạng như thế. Già đầu rồi vậy mà vẫn bị quan dắt mũi. Bà Lan túm lấy tóc con dâu giật ngược ra phía sau. Bà tra khảo. Mày nói đi, có phải mày với thằng quan gian díu với nhau hay không? Con, con không phải đâu mẹ ơi, mày đừng có nghĩ như thế. Diễm đau đớn như vẫn không nhận tội, bởi vì quan đã căng dặn một khi anh chưa điều tra và lấy xong thông tin thì diễm không được tiết lộ bất kể chuyện gì cho ai biết nghĩ tới tài sản lớn nó cắn răng chịu đựng mặc cho bà lan đánh nó chạy cả mấu cam ngoài từ chối hành vi vô lý mình ăn mặc khiêu gợi như thế này để chờ ai để có mục đích gì thì nó không hé răng bất cứ chuyện nào cả bà Soan nghe tiếng đập phá trên tầng cũng đi lên xem xét trông thấy bà lan đang đánh con dâu bà Soan hoảng hốt ôm lấy bà lan kéo ra ngoài hành lang Chờ cơ hội Diễm đóng chặt cửa không cho bà Lan đi vào Bực mình Bà Lan dễ dùa quay sang trách móc bà Soan Bà nói đi Chính thằng Quang nó giàn díu với con Diễm đúng không Bà biết nhưng bà bao che cho nó đúng chứ Tôi tôi không biết Bà Soan bị trách thì cũng không biết nói như thế nào Trong lúc bà Lan còn đang chửi bà Soan Bất chợt chuông điện thoại của bà reo lên là phía người của bà đang giám sát chính trong bệnh viện. Người ta gọi để báo tình hình, bà nhấc máy ngay. Đầu dây bên kia vội vàng nói đôi câu rồi tắt máy. Bà tới bệnh viện đi, cậu chính có vẻ nguy kịch đấy. Bà la người sửng sốt, đơ ra vài giây, trồng chốc lát. Bà không biết phải làm như thế nào Đầu óc trắng phớ Không nghĩ ngợi được phải làm sao Phải làm gì Ngoảnh ra trời đã tối đen mới vừa về nhà tắm sữa còn chưa kịp ăn thì bệnh viện con trai hay tin dữ bà lan cuốn quyết lái xe đi ngay trên đường đi bà gọi điện cho quan sau khi bắt máy bà liền gào ầm lên thằng khốn nạn mày làm tất cả đúng không mày giở trò với thằng chính đúng chứ sao mày tàn ác như thế hả quan rốt cuộc mày muốn cái gì mày tính phá nát gia đình tao chắc ơ ờ kìa bà làm sao mà thằng chính thì làm sao chứ Tôi đang đi ra ngoài có việc Quang Đinh Ninh Nghĩ là bà Lan hiểu ra rằng Anh là người đứng sau chuyện cái diễm Nhưng khi nhắc tới chính Anh không hề biết chuyện Bà Lan ruông giọng nói Thôi đi, chuyện đó để sau đi Rồi bà tắt mấy ngày Quang nghe tới đây cũng học tốt Chạy lại bệnh viện xem xét Nghe giọng nói này của bà Lan Thì hẳn là chính đã gặp chuyện chẳng lành nếu không phải chính có chuyện, hẳn là mẹ chồng con dâu đang có một trận cực căng thẳng, loạn hết cả căn nhà lên. Không đơn giản quan muốn cho hai mẹ con nhà này xích mít. Anh đang muốn bà Lan ném trải cái cảm giác mà năm ấy mẹ cô đã phải gánh chịu khi chứng kiến cảnh chồng đi ăn nằm với bà. Mẹ quan bắt gặp, nhưng bà Lan vẫn trơ trẹn thách thức. Này để xem, con dâu có tơ tình bên ngoài là một người chính diện bà sẽ đòi lại công bằng cho con trai bằng cách nào? Có dám quỳ gối xin xỏ buông tha cho gia đình mình như đầm đó mẹ anh đã làm hay không? Khi Quang đi tới nơi, căn phòng của chính đã ập vào rất nhiều người. Bà Lan đang đứng bên cạnh, liên tục la lối. Phải báo công an, bắt ngay cái thằng khốn nạn đấy. Tôi mới chỉ về nhà được có nửa tiếng, còn tôi đã xảy ra chuyện. Còn phải thằng Quang, thì ai vào đây? tôi đã bảo các anh phải trông chừng con trai tôi cẩn thận kia mà bà cứ bình tĩnh đi chúng tôi cam đoan đã làm tốt vai trò của mình không có ai dám vào vòng của anh chính nửa bước xung quanh đây đều có bố trí gắn camera đây là do sức khỏe của anh chính không đảm bảo anh chính bị tràn dịch xuất huyết não phía bác sĩ cũng đã kết luận như thế tất cả những người trong nôm canh chừng đến cả bác sĩ y tá giải thích như bà Lan nhất mực không nghe Bà nhức mực đổ lỗi cho tất cả Tao không biết Chúng mày phải có trách nhiệm với con trai tao Nếu không tao sẽ kiện hết thảy chúng mày Kiện cả cái bệnh viện làm ăn tắc trách này Bà Lan trường mắt lên Như đâm điên Trông rất đáng sợ Không ai dám giải thích thêm điều gì cả Họ nhanh chóng đứng lui về cuối dãy hành lang nghe ngóng Nói gì thì nói Bà Lan có tiền Người có tiền thì vô lý tới đâu cũng thành có lý cả các anh cứ để cho bà ấy báo công an kiểm tra xem lỗi là do ai trống rỗng hay kêu to người già mồm thường là người nông cạn quan bước tới nói bà lan nghiến sang nghiến lợi nhìn quan nhớ tới cảnh con dầu trần truồng trong nhà bà lại tức tới lông trời lở đất toàn chửi quan thì bác sĩ trong phòng đi ra ngoài thông báo chúng tôi rất lấy làm tiếc anh chính đã mất 9 giờ 5 phút. Người bác sĩ báo tin cho bà Lan xong cũng lướt qua nhanh. Đoàn bác sĩ như thế, nối đuôi nhau. Mặc cho bà Lan xót con gạo lên như cắn xé. Bà kéo áo người ta rách cả một đường dài, miệng không ngừng la lối. Chúng mày nói như thế mà nghe được sao? Chúng mày là bác sĩ cơ mà. Học hành nhiều rồi cuối cùng không cứu nổi bệnh nhân là thế nào chứ? Những câu hỏi ngang ngược cứ như thế được bà Lan thốt ra. Người ta không chấp Cũng bởi vì họ hiểu Mất đi người thân là cảm giác Quả thực không thể nào chịu đổi Quang đứng đấy Anh đỡ lấy bà Lan trước khi bà quỳ xuống đất Anh cũng không sót hay buồn tuổi Chỉ là trước sự biệt ly âm dương Hạ hề trong lúc này Cũng khó mà chấp nhận nổi Bà đứng lên đi Vào phòng mà nhìn thằng chính lần cuối chứ Quang nói rồi dìu bà Lan đi vào trong Nơi cái xác của chính lạnh lẽo đã được phủ một lớp khăn trắng cái chân đen kịt lộ ra chốc một mảng thịt còn nguyên si sau vụ tai nạn hẳn là nó không còn cơ hội để mà lành lại nữa bà Lan run rẩy tay toàn kéo khăn phủ mặt con trai lần cuối Quang đứng đấy nghĩ thế nào cuối cùng lại nắm lấy tay bà ngăn lại nước mắt tuôn trào bà Lan ngước lên nhìn Quang anh quay sang nói đau lòng lắm tốt nhất không nên mở có thể bà không biết cái hình ảnh ngay lúc này ngay bây giờ ở tại đây nó giống y đúc với cái năm mà mẹ tôi chết nhưng mà được cái bây giờ bà là người trưởng thành chứng kiến cảnh sát chết sẽ không sợ hãi còn mẹ tôi tôi không dám nhìn lần cuối khi đó tôi vẫn còn là đứa trẻ đến giờ bà có tin nhân quả không sẽ sớm thôi nó sắp sửa tới tìm bà đây nói xong Quang quay người bỏ đi, bà Lan trông theo bóng dáng của anh rồi quay sang nhìn sát con trai. Bà đang ngẫm nghĩ về câu nói của Quang. Quả báo thực sự tồn tại. Mấy vừa thi xong môn cuối cùng thì nhận được tin chính mất, cũng chẳng ngạc nhiên lắm khi đã có lần mày nói với Diễm rằng cái nghề đua xe thì chẳng khác nào đùa với tử thần và nó đã đúng như thế. Chính được đưa về nhà lo hậu sự, bà Lan không đứng được nữa mà chỉ nằm. Mắt bà mở trơ trơ Nhưng nước mắt thì tràn ra ướt đậm gối Mất con, đau đớn một phần Nhưng nguy cơ mất gia sản Lại còn đau nhiều hơn thế nữa Từng đoàn người lũ lượt kéo nhau tới viếng Trong đó có cả bà Long và Mây Kể từ hôm ngất liệm rồi được Mây đưa đi vào viện Bà Long cũng đã yếu đi rất nhiều Không còn sức mà chửi khỏe như trước Diễm bụng mang dạ chữa Được đưa đi nghỉ dưỡng ở một khách sạn cách đó không xa Bởi người ta sợ kèn đám ma sẽ ảnh hưởng tới thai Ai cũng đoán Hẳn là cái Diễm sẽ đau lòng chết mất Nhưng nào có ngờ Nó ở đấy vẫn sướng như vua Vẫn cười đùa vui vẻ Nhưng lâu lâu gặp người quen Nó cũng phải giả dàng đáng thương Cho người ta đỡ nói ra nói vào Để mà nói Diễm với chính lấy nhau Không xuất phát từ tình yêu chân thành diễm ám của còn chính thì thích tự do chúng nó lấy dầu, không ai quấy rầy ai cả diễm có tiền tiêu chính vẫn thỏa mãn đam mê xe cụ diễm vẫn hay nói chết thì cũng đã chết khóc lóc cũng chẳng sống lại được đâu đau đớn quằn quại cuối cùng mục đích cũng chỉ là diễn cho người đời xem thôi sau khi mây đưa bà long tới đây cô tức tốc quay ra cổng nơi mà có một chiếc xe taxi đang chờ sẵn ở đấy khi cô Toan mở cửa vào xe Thì đằng sau một bàn tay đã kéo lại chiếc ba lô của cô May ngoảnh lại nhìn Hóa ra đó là Quang Em đang định đi đâu? Trong ba lô có gì đấy? Quần áo sao? Quang vẫn sợ nắng chiếc ba lô rồi phỏng đoán May không giấu mà nói thẳng Em định đi Bắc Giang một chuyến Trong thời gian này em rất rảnh Nhưng lúc chờ kết quả thi Em muốn tìm hiểu rõ ngọn ngành Chứ đến lúc có điểm thi rồi Thì đi gì nữa chứ Cũng có lý Để anh lấy xe đưa em đi Không phải đi xe khách đâu Vất vả lắm Quang nói xong liền quay vào lấy xe đi Mây ngăn lại từ chối Nhà có đám thế này Anh đi thế nào được chứ Một mình bà Lan muốn gọi người giúp đỡ Thì anh tính sao Nhà bao việc Em không cần phải lo Bà Lan đã sắp xếp hết người của bà ta Đám cũng có người thầu đâu ra đấy vì cũng không có gì Mà nghe đâu để một tuần mới thiêu cơ Nhưng lúc mệt mỏi như thế Anh cũng muốn đi đâu đó cho quay quả Đi Bắc Giang đi trong ngày thôi Tối về lại thành phố này vẫn kịp Mai suy nghĩ rồi cũng gật đầu đồng ý Hoàng táo chiếc băng tan Trên ngực đi Sau khi lấy xe đi Hai người đi thẳng tới Bắc Giang Mảnh đất chứa nhiều bí mật Cùng với câu chuyện chưa ai biết tới Đường giờ cao tốc nên đi lại giữa tỉnh này tới tỉnh khác rất thuận tiện. Trong lúc lái xe, Quang quay sang nói. Công nhận ông thầy mù hôm anh em mình tới xem, nói đúng quá. Từ hôm ở đây về anh cứ nghĩ mãi. Ông ấy có nói nhà anh có hai cái hỉ, một cái tan. Hỉ thì chính là tầng chính lấy vợ, tan thì chết. Vậy còn một cái hỉ nữa thì sao chứ? Chẳng lẽ là anh lấy vợ sao? Mây nhìn Quang không đáp, anh có hỏi chưa cô biết thế nào? Bất giác sờ lên bụng. Đang có một sinh linh, từng ngày đang lớn lên. Liệu anh có chấp nhận sự thật rằng cô đã mang thai con của anh hay không? Đã gần hai tiếng đồng hồ thì hai người có mặt tại huyện Lục Ngạn. Sáng nay trước khi khởi hành, mấy có gọi điện thoại cho ông Xỉm. Ông ấy có ở nhà nên cô quyết đi trong ngày hôm nay. Chứ nếu ông ấy bận mà không thể gặp mặt, ác hẳn mây sẽ gặp nhiều khó khăn trong công cuộc tìm nhà và mở lời khi gặp mặt. Đứng trước quỷ bàn, huyện lục ngặn, mây xuống xe, hít thở chút không khí trong lành thoáng đẳng Trông thì có vẻ thư tái thế thôi, chứ thực lòng cô căng thẳng chẳng khác nào đeo đá. Không lo lắng sao được, bởi vì chỉ ít phút nữa thôi, cô sẽ gặp người thân đầu tiên trong cuộc đời cô độc của mình. Chẳng may nếu đó không phải là người nhà, thì cô cũng sẽ lấy đó làm động lực để tiếp tục đi tìm. Bởi vì cô tin, mẹ sinh ra cô có cội nguồn, biết đâu mẹ cô đang ở đây. Mà nếu mẹ cô có chết rồi đi chăng nữa, cô vẫn muốn nhận lại cây gốc gác, nơi xuất phát hai chữ thiên liêng, quê hương. Đợi đâu chừng hai chục phút, ông xịm mới xuất hiện. Người đàn ông xăm trổ ấy, mặc cái áo công nhân xanh, xoắn quần, chân đi đất, còn dính buồn chưa kịp khô vừa trông thấy hai người ông đã cười hiền mà vẫy tay ra hiệu gặp được người này mai thêm tin tưởng vào câu chuyện ông kể trước đây gần như là tuyệt đối ông xịm đi xe máy dream chạy trước dẫn đường băng qua đoạn đường đồng thưa tớt đi tới chỗ làng xóm đông nhà đông người một lúc sau ông đi chậm lại hẳn là sắp tới nơi mây càng căng thẳng và hồi hộp hơn tới một cái ngã ba Ông dừng lại, xua tay cho xe hơi của Quang tấp gọn vào lề đường. Cả hai xuống xe, sách theo dõi trái cây đi tới. Ông xỉm nói. Nhà thì chưa tới. Đi vào con ngõ này mới tới. Xe con thì cứ để ở bên ngoài thôi. Đường hẹp, đi vào không có chỗ quần đầu đâu. Quang gật đầu, tất cả cùng rạo bước đi. Vừa đi, ông xỉm vừa kể. Từ cái hôm gặp các cháu ở trên thành phố, ta quay lại nhà ở quê ta cũng đến nói chuyện với ông cụ ngạn là ông ngoại của cháu là người đẻ ra mẹ cháu để báo tin người ta hỏi về mẹ cháu nhưng mà ta nói bà hà mất tích từ đó tới nay vẫn chưa tìm ra ta chỉ tìm được cháu và bà long nhưng mà cháu biết không bấy nhiêu năm qua sự ghét bỏ bà long trong gia đình vẫn không thuyên giảm hơn nữa bà long đi biệt tích biết bao nhiêu năm họ cũng đã coi như chết nếu bà Long mà sống nhân nghĩa như người thường Thì nhà còn đây Thầy U còn đây Quê hương còn đây Tại sao không về thăm lần nào Chỉ có là bà ấy không muốn nhận nữa thôi Nói tới đây Ông xỉm thở dài Ông nói tiếp Ông Ngạn bây giờ cũng yếu Tuổi già chết lúc nào không hay Có mấy muộn con gái Người thì mất tích Kẻ thì sống cũng khác nào đã chết Chẳng biết từ nay về sau, liệu ông cụ có còn gặp lại các con lần nào nữa hay không? Sau chuyến đi này, tôi thiết nghĩ nên nói chuyện với bà Long chú ạ, à, hỏi cái lý do chối bỏ gia đình của bà ấy. Còn nếu không thì cứ trói bà ấy lại, rồi đưa bà ấy tới gặp ông cụ ngàn đi. Quang cũng không hiểu sự tình rõ ràng, nhưng nghĩ tới chuyện vô lý của bà Long, anh đưa ra một giải pháp cực đoan. Ông xỉm nghe xong, liền bật cười ông nói Chuyện nó không đơn thuần là cứ ép bà ấy về là được đâu anh Anh nghĩ xem Để ra những đứa con Đứa nào cũng chữa 9 tháng 10 ngày vất vả Cho ăn uống Chăm bẩm cũng y như nhau Nhưng vì đâu mà đứa được lòng đứa lại bị ghét Người sinh thành người ta không cần về Để có mặt Mà về để biết ăn năn sám hối Biết mình sai ở đâu Sai ở chỗ nào Thế mới có câu có người chỉ chờ mình nói thật một câu Để ở lại nó là thế đấy Chứ về mà có lệ Thì tôi nghĩ ông Ngàn cũng không cần đâu Ông xỉm đi trước nói Cả hai chìm vào im lặng mây băng quan hỏi Vậy chuyện chú nói Mẹ sinh ra cháu Mọi người có nói gì không Họ có chào đón cháu không Có chứ Họ vẫn mong lung nghi ngờ lắm Bởi vì cháu cũng biết đấy Mẹ cháu mất tích mấy chục năm Bây giờ cháu tìm về E là không tránh khỏi bất ngờ Lúc chú đi đón ngài đứa Cũng có báo qua là cháu sẽ tới Có lẽ bây giờ gia đình cũng đông đủ cả Mây rạo bước theo ông xỉm Mỗi bước chân Con đường càng ngắn giận Nó càng nhanh chóng dẫn mây tìm tới với sự thật Dừng lại tại một căn nhà ba gian Ở gần cuối ngõ Nơi có cái cổng tre đơn sơ Nhưng vô cùng chắc chắn Gọn gàng Ông xỉm quay ra phấn khởi nói Tới nhà cụ ngạn rồi đấy Có lẽ biết có khách tới nên mở cổng sẵn Hai người vào đi Hai người gật đầu Đi qua cái cổng cũ dẫn vào lối đi Có hai bên là hàng rào Làm bằng hoa nhại thơm phức Bên cạnh có trồng bưởi, trồng cam Xa xa có cây giếng chứa nước mưa rèo vòng cổ kính Có đống rơm chất cao cạnh cái gian bếp nhỏ nhỏ Trước nhà trồng rau, sau trồng chuối đúng với quỳ cũ của người xưa. Cái sân đằng trước hẳn là mới được lát lại gạch. Đi vào đây như dẫn người ta vào ngôi nhà cũ, về lại với thời đói khổ. Sông rất chi là gọn gàng, sạch sẽ, khoa học. Chú, cụ ngạn vẫn không tha thứ cho dì Long vậy cụ ngạn đã chấp nhận chú chưa? Mấy không nhìn được mà hỏi người đàn ông. Ông xỉm quay ra cười nhạt. Ông lắc đầu đáp. Chấp nhận thì cũng chấp nhận Mà công nhận thì cũng không phải Khi chú lấy bà Long Thì ông Ngạn không đồng ý Nhưng mà cho tới giờ Tù mấy chục năm Chú ở trong làng này cũng hay thường xuyên lui tới nhà cụ Ngạn Hôm chú đánh được ít cá lẹp Làm nồi cá kho Để bê sang Hôm có ít trứng gà đẻ chú mang sang Ông cụ tới giờ vẫn gọi chú xưng anh với tôi Chú chưa bao giờ nhận chú làm rễ nhưng mà thái độ ông cụ cũng không gây gắt như thời trẻ Chú tới khi nào Ông cũng mang ra trà nước Mấy chục năm trôi qua Người ta cũng đã già Bảo xa tận đâu thì không thấy Chú sống cùng làng Ngay cạnh thế này có ghét cũng chẳng được nữa Ông xỉm kể về người bố vợ Trước khi đặt chân lên hè Nhận ra cái chân lội ruộng còn dính đất Ông nhanh chóng ra bể nước Rửa lại Rồi long tông chạy vào Ông nói nhỏ Cụ nhà ưa sạch sẽ Tính lại cẩn thận Nên chân bẩn vào nhà Cụ ghét lắm Tuy nhà lá cạch đỏ không phải là đá hoa Nhưng mà sạch sẽ Chốc nữa để giày dép ở thềm này Đừng có đi vào Không là cụ chửi chết đấy Quang và mây gật đầu Để cho ông xỉm đi trước Rồi cởi dép để ngoài Nhẹ nhàng đi theo sau Vào tới gian giữa nhà Mây giật mình khi thấy bên trong bộ bàn uống nước Có khá đông người ấy vậy mà bên ngoài này lại không nghe thấy tiếng gì cả, hẳn là họ đã biết bên ngoài có ba người đang bước tới. Chào các bác, cụ đâu rồi bác nhỉ? Ông xỉm kính cẩn Cuối người chào hỏi những người bên trong, họ cũng gật đầu chỉ tay về hướng cửa buồn để đáp. Ông cụ đang vào buồn lấy ít bánh đậu, có tí trà nhài cụ ướp bảo ăn chung với bánh đậu xanh mới ngon. Đâu, con gái cô Hà đâu? Dạ vâng, cháu nó đây. Mây, vào đi cháu. Ông xỉm cẩn thận lệ phép đáp. Đúng với một người làm con trong gia đình có giáo dục. Chú cũng nói cụ ngàn chưa chấp nhận, nhưng nghe cách xưng hô như thế, họ cũng đã coi chú như máu mũ. Tuy là chú đi tù xăm trổ khắp người, xong cái phong thái cùng với sự khiêm tốn, lệ phép, nó cũng đã đủ xóa tan đi mọi định kiến với người đàng hoàng như chú. Mây sau khi được ông xỉm gọi đi, thì lên trước, cô cười nhạt chào mọi người theo phép lịch sự. Thì bất chợt, một người đàn ông chạc tuổi ông xỉm, lào tới, ôm chậm lấy cô, rồi khóc lóc. Ôi chào ơi, cháu ơi sao bây giờ cháu mới về chứ? Đúng là cháu gái của tôi. Thầy ơi, thầy ra đây xem con gái của Hà về nè. Mày cũng khá bất ngờ trước sự niềm nở ấy. Ông xỉm biết mày không hiểu, liên giới thiệu ngay. Đây là anh trai của mẹ cháu đấy Cháu phải gọi bằng bác May gật đầu Người đàn ông trông cao lớn Nhưng cứ ôm lấy đứa cháu gái Chưa bao giờ gặp mặt Ông xỉm liền cười Ánh mắt cũng xúc động không kém Thôi hai bác cháu cứ ngồi ra đây Còn nhiều thời gian tâm sự Từ hôm gặp con bé Em cũng thấy nó rất quen Chẳng ngờ nó lại giống mẹ Nhìn tổng thể thì không giống Bởi vì con bé này đen quá nhưng mà nếu cứ nhìn cái mắt không Hay cái mũi, cái môi không Thì lại giống cô Hạ như đúc Ông Xỉm cũng không giấu nổi mà nhận xét Trong lúc đợi cụ ngàn đi lấy bánh Ông Xỉm giới thiệu may từng người một Những người ngồi đây đều là anh em của mẹ cô Và của bà Long Một lúc sau thì ông ngàn đi ra Cụ đeo cái kính cận trước ngực Tay cầm hộp bánh đậu xanh Ông xỉm đi tới Gỡ lấy cụ rồi đeo kính lên mắt cho cụ nhìn rõ ông phấn khởi hỏi thầy thầy có nhận ra ai đây không cụ ngạn ngơ ngác đôi mắt đục nhăn nheo vì già yếu bỗng sáng bừng sau một lúc chăm chú cũng như người đàn ông kia ông ngạn vội vàng bỏ hộp bánh đầu đi tới chỗ mây hà ơi con ơi con đi đâu bao nhiêu năm rộng rã con đi đâu con ở đâu Ông ngàn méo máu khóc Ôm rịt lấy mây Trước mắt ông chỉ trông thấy Đứa con gái bé bỏng chạc tuổi mây Năm ấy Vì đói nghèo lên thành phố kiếm ăn Rồi sau đó mất tích Người già khóc Người trẻ khóc Tất cả đều xúc động khó tả Bầu không khí vì thế cũng trầm lắng da giết hẳn đi Phải mất một lúc rất lâu Tất cả mới có thể bình tĩnh Ngồi xuống nói chuyện Tầm này cũng đã trưa những người con nhà cụ ngàn lấy điện thoại ra gọi con cái chuẩn bị cơm để đại khách. Bên ngoài thì thất bật mổ gà, gọt khoai, nấu canh, xào thịt. Bên trong nhà vẫn bàn chuyện, mọi thứ rất chu đáo. Ai vào việc đấy, không nói to, không băm chặt quá lớn. Ông cụ ngàn cứ nắm lấy tay mây. Mây cũng không nghĩ họ lại cảm động đến như thế. Cô cũng mong đây đích tị là người thân của mình. Chứ nếu không, Bản thân cô cũng cảm thấy rất ấy nấy Ông xỉm nói với bác Hôm lâu em có về báo với các bác đây Cái mây này được bà Long nuôi từ bé Nó từ đó tới nay chỉ có mình bà Long là người nhà tôi Bà ấy nói quê ở mạng Vĩnh Phúc kia Bà ấy nói với con bé Người nhà chết cả rồi Anh em người thân còn sống thì không nhận Nên bà Long bảo không cho về Còn em thì bà ấy cũng bảo chết từ mấy chục năm nay Ông xỉm vừa nhắc lại chuyện cũ vừa cười Nhưng điều cười của ông thì chẳng khác nào sắp méo tới nơi Một người bác gái ngồi đấy chép miệng than Trời đất, thầy còn cả, anh em còn đây Nào có ai cấm cản không cho về đâu mà nói như thế Lại bảo chết hết, ác tới thế là cùng Lòng nó bảo thế để không cho con bé này về thôi Con gái của cái hà nó có tội tình gì đâu nó tìm về quê hương là đúng của nó chứ Sao cái lòng phải giấu Một người khác lên tiếng giải thích Rồi đưa ra lời thắc mắc khác Có lẽ họ cũng như ông Xỉm Không tin bà Long không giấu chuyện gì Mà chấp nhận nuôi con của chị gái mấy chục năm Các đứt liên lạc mà không rõ nguyên nhân Mọi phỏng đoán đều được đưa ra khá hợp lý Chắc là cái Long vẫn mang lòng thù hận thầy u mình từ mặt Cho nên mới nói kiểu ấy giải thích thế cũng không được ai cũng biết thời trẻ cây lông cái hà đứa được lòng đứa mất lòng cái lông đố kỵ với chị ai cũng rõ cái hà thời ấy chưa có chồng mà có con thế này theo như tôi nghĩ với cái đứa bẩn bụng như cái lông nó sẽ đem đứa cháu này về trả cho ông bà rồi bêu réo trì riết chị không có chồng mà chữa lấy đầu ra nó lại lo cho đứa này nhất định là có uẩn khúc Cả nhà người nói người thêm Rồi tất cả đều im lặng Một lúc sau người khác lại hỏi Dì cháu đã nói dối quê quán là ở mạng Vĩnh Phúc kia Sao cháu vẫn biết được chỗ này Cháu cũng mới gặp chú xỉm thôi kia mà Mây gật đầu cô đáp Dạ thực ra cháu cũng nghi ngờ dì cháu nói dối Bởi vì lúc dì nói như thế này Lúc dì nói như thế khác Khi dì nói quê ở Vĩnh Phúc đã có lần cháu cũng định thu xếp về nhưng ngày hôm đó chị đi viện cháu vào phòng tìm bảo hiểm thì vô tình thấy một bài báo cùng với một số tấm hình của chị long thời còn trẻ nói tới đây mày lấy điện thoại ra mở phần hình cô đã chụp ở chiếc hộp giấu ở cuối giường của bà long mọi người truyền tay nhau xem đi xem lại những bức ảnh kỷ niệm trong lúc ấy mày giải thích thêm cháu thấy được những thứ này trước khi gặp được chú xỉm đến khi chú nói chú ở bắc giang kể về làng trình về chú và dì long thời xưa địa chỉ này lại khớp với địa chỉ được cắt ra từ tờ báo trong hộp nên cháu tin bắc giang là quê của dì long chứ không phải vĩnh phúc như lúc trước dì vẫn nói tất cả vẫn chăm chú nhìn vào từng thứ một người bác giơ tấm hình lên rồi nói tấm này ai có nhớ không cách đây bao năm tay mình còn khỏe đã cất nốt chùa trình được lên cả báo đấy còn hình này thì chắc có lẽ là bộ quần áo công nhân mây mà cái hà với cái lông thời trẻ lên thành phố sao tất cả chỉ có hình cái lông còn cái hà đâu mọi người không nói gì tiếp tục quan sát cẩn thận mây cũng thế cũng muốn xem liệu đã có gì bỏ sót mà mọi người chưa phát hiện ra hay không đưa tay lên chỉ vào hình mây nói Mọi người có thấy điều gì lạ không? Tất cả những bức hình ngoài trừ mạnh báo cụ viết về ông cụ ngạn ra thì đều là những hình ảnh của dì Long và người đàn ông ngoài quốc gia ngâm này. Nhưng tuyệt nhiên không có hình ảnh của mẹ cháu. Theo như lời kể, mẹ cháu và dì đều làm công nhân may, nhưng chỉ có hình dì. Những tấm hình nguyên vẹn đều được cắt ra một mảnh. Cho phỏng đoán, những chỗ mà dì Long cắt đi đều là hình ảnh của mẹ cháu. Nghe tới đây, Tất cả đều quay lại nhìn vào các bức hình Quả thực Chỗ cắt xé ấy có một vài bộ phận chưa được cắt hết Thí dụ như cái áo đồng phục Hay trước một cái chân Vẫn có chiếc làng đi chợ Một bác trong nhà Nhìn vào tấm hình đã mờ theo thời gian Ông ngước lên nhìn mây Rồi lại cúi mặt xuống Khá lớn cấn xong thì ông nói Mọi người nhìn kỹ mà xem Người đàn ông da đen này Có giống cái mây trước mặt chúng ta không cái mắt trũng này, cái tóc hơi xoan xoan cũng thế, như kiểu đúc ra từ một khuôn. Không lý nào, chẳng lẽ người đàn ông ấy là bố của cháu? Cháu là con của người đàn ông đó với cô Hạ sao? Tôi nghĩ không phải đâu, nhiều khi cũng có người giống ở ngoài xã hội lắm. Mọi người không thể chắc chắn như thế, trừ khi xét nghiệm. Hay biết tung tích người đàn ông kia để hỏi hàng. Nhìn mà xem, ông này khoác vai bá của cái lông còn tình tứ hơn nhiều. Nếu như cái mây nói đúng, chỗ các kia là mẹ nó thật, hoặc là ông kia là bố nó, thì sao cái lông lại thân mật với bố nó hơn cái hạ chứ? Mọi người xem có đúng không? Người nói người lại phản bác, tất cả đều nói lên suy nghĩ riêng, chứ không biết trông chờ vào đâu để xác minh. Mây ngẫm nghĩ một lúc rồi lại tiếp tục nói. Giờ câu chuyện của nhiều năm trước giữa mẹ cháu và dì Long có thể chia làm hai hướng. Một là bố cháu mất, mẹ cháu đích tỷ theo người khác, vì một tay nuôi nấng cháu là có thật. Chiều hướng này thì hơi đơn giản và quá nhiều lỗ hỏng. Hướng thứ hai, đấy là sau khi mẹ cháu và dì Long lên thành phố làm công nhân may, mẹ và bố cháu đã yêu nhau rồi có cháu. Có thể trước khi chuyện xảy ra, họ cũng đã rất yêu nhau, cho tới khi bà Long xuất hiện Dì Long, dì ấy với mẹ cháu. Khi đang rất bon mồm phân tích, thì bất chợt mây im lặng không kể tiếp. Cô cứ thế ngồi thừ ra một lúc rất lâu, không nói năng. Mọi người đang nghe nửa vời bị cuốn theo lối giải thích khá rõ ràng của mây. Cô bỗng im bặt khiến ai cũng có chịu. Cô lao nhau, nói. Kể tiếp đi cháu, kể nốt xem như thế nào, tự dưng dừng ngang mất hướng thế. Ông xỉm ngồi đấy cũng nóng ruột Ông dục Phải đó cháu, có gì thì kể nốt đi Vẫn đang là phỏng đoán thôi mà Kể cho mọi người nghe Chuyện bà ấy nằm viện và mơ thấy Mẹ cháu về đòi dẫn đi đi Ơ ờ kìa, sao lại thế Sao lại có chuyện này Chẳng lẽ cái Hà nó chết rồi sao Mọi người quá đuổi lo lắng Liên tục hỏi lại Bây giờ có một người con của các bác Ở bên ngoài vào Báo tin cơm đã chuẩn bị xong chỉ chờ lệnh trong này nói chuyện xong là bương cổ Mây mất một lúc giữ bình tĩnh Trước suy nghĩ còn đang gian dở Cô nói sang chuyện khác Chuyện cháu sắp kỹ có vẻ hơi tàn khốc Cháu muốn kiểm tra một số chuyện Rồi mới về nói hết cho mọi người nghe Bởi cũng như mọi người nói đấy Tất cả cũng chỉ là vọng đoán Và cháu muốn chắc chắn Mây nói Mong mọi người thông cảm Tất cả trong điều bộ ấy nấy của mây thì cũng không ép Lúc này đã quá trưa, mọi người dọn cơm lên nhà, từng mâm cơm trải ra từ sập cho các cụ, các bác, cho đến đất, để cho các con các cháu. Bữa cơm đại khách của vùng quê, quanh quẩn cũng chỉ có thịt gà, canh bí. Xong ăn vào rất ngọt, cảm giác rất chất lượng. Họ nói chuyện với nhau nhiều hơn, kể cho mây nghe về mẹ thời con gái. Ngót nghét mấy chục năm rộng rã, bà biệt tam biệt tích không về quê, không thăm còn cái. Cô chỉ mong bà vẫn sẽ còn sống. Dù cho có đúng như lời bà Long nói đi chăng nữa, mẹ cô tham giàu mà đi theo người khác, còn hơn là phải nghĩ theo một chiều hướng vô cùng kinh hoàng và tàn khốc. Tầm đầu giờ chiều, Mây và Quang xin phép về trước. Trước khi đi, cô cẩn thận xin ít tóc một số người để tiện mang đi giám định một lần nữa. Chuyện này cũng nằm trong suy nghĩ của mỗi người, và nó thực sự cần thiết. Cho nên mọi người rất ủng hộ. Ông Diễm đưa hai người ra ngoài lấy xe, trên đường đi, ông vẫn lấn cấn mà hỏi. "Cháu đang có suy nghĩ gì đúng không? Kể ra một chút không được hay sao?" "Khi nào cần nhất định cháu sẽ nói, bây giờ thì chưa phải lúc. Lần này cháu về quê là cũng muốn thăm mọi người mà cháu cũng muốn báo tin này cho chú hay. Chồng chị Diễm tai nạn mất mấy ngày nay rồi, cháu cũng chỉ báo cho chú hay thế thôi." Chú cứ tới E là cũng có. Mày nói Ông xỉm hiểu ý ngay Khẽ gật đầu ông than thở Chú hiểu chứ Con bé sẽ không chấp nhận chú đâu Hôm đám cưới Nó cũng hùa theo mẹ nó chửi Rồi đuổi chú đi đây Thôi thì Sau này gặp cũng chưa muộn đâu Mây gật đầu chào tạm biệt Ông xỉm Hai người trở về lại thành phố không quên mang theo những thứ cần xét nghiệm đi ngay mày rất sợ trong tâm trí cô có một dự cảm không lành ít ngày nữa thôi hẳn là cô sẽ phải gặp riêng bà long để hỏi chuyện một chuyến sau khi về lại khách sạn quang quay lại đám tang của chính mày đứng trông theo xe anh đi khuất rồi bắt một chiếc taxi khác tiếp tục đi làm ơn cho tôi đến phòng khám tài sản ở đường a Mây tranh thủ lúc quan bận việc mà đi ngay Với lại trong lúc chờ điểm ti, Cô muốn nhanh chóng làm những việc còn dang dở Xuống xe Nhanh chóng đi vào bên trong Mây lầm lũi ngồi đợi Lòng chất chứa rất nhiều điều khó tả Sau này cô sẽ như thế nào Còn cô sẽ thế nào Tương lai sẽ đi về đâu Liệu quan sẽ nghĩ gì Mây không biết Thực sự cô không biết Trước kia khi đi khám Quang đưa cô đi lần này là con của anh nhưng cô đi một mình tính ra nhờ cái lần trước đi khám cho nên hôm nay cô mới có can đảm mà đi thêm một lần nữa tuy nhiên không tránh khỏi sự lóng ngóng cùng với ánh mắt e dè khi không có người nhà bên cạnh bác sĩ siêu âm cho cô cẩn thận rồi thông báo có bầu rồi đấy em mọi thứ đều ổn định chưa phát hiện điều gì bất thường đâu về nhà ăn uống đầy đủ ăn nhiều rau để đỡ bị táo bón nhé Mây gật đầu cô thản nhiên đón nhận Đây cũng đâu phải đột ngột mà cô biết Bởi vì trước khi đến đây cô đã thử ở nhà Em nhìn lên màn hình mà xem đi Là con em đấy Người bác sĩ vẫn thoang thoát tay gì mấy Mây ngước lên xem Một chấm tròn bé bé xuất hiện Cái dấu ấy là một sự khởi đầu của một mầm sống mới Đang lớn lên trong bụng mây mỗi ngày Kỳ diệu thay, mọi sự lo lắng gần như biến mất sau khi mây được trông thấy thiên thần nhỏ bé tự dưng cô thấy mọi thứ trở nên đơn giản và nhẹ nhàng hơn rất nhiều cô vẫn thế dù thế nào vẫn phải cố gắng dù có một mình mỗi người mỗi số phận chỉ là người ta chọn cách cố gắng hay buông bỏ mà thôi cuộc đời cho cô sinh ra ngoại hình xấu xí nhưng bao nhiêu năm cuộc đời là bấy nhiêu năm mây cố gắng khó khăn rèn luyện mây trở thành một người mạnh mẽ. Bây giờ có con, cô càng không được phép bỏ cuộc. Chị à, em muốn hỏi một chuyện. Sao thế em? Muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi. Mây nhìn bác sĩ rồi lên tiếng thắc mắc. Cô nói. Em bầu thế này, mẹ muốn dồn tóc, liệu có ổn không? Sắp tới đây, em có việc cần làm. Bác sĩ nghe mây trình bày xong thì đáp. Làm được chứ, kể cả sau phấn cũng được. Nhưng bà dùng ít thôi, đừng có quá lạm dụng là được, hạn chế được thì tốt. Mây gật đầu cảm ơn bác sĩ rối rít. Sau khi xong, mây ôm bọc thuốc bổ được kê, mang về. Bước qua cửa phòng khám ra ngoài, bầu trời vẫn như thế, nhưng lòng người trở nên ấm áp đến kỳ lạ. Hai người vẫn đinh ninh rằng người thân ở Bắc Giang vẫn đang chờ kết quả xét nghiệm và chờ mây giải quyết công việc xong sẽ quay lại kệ nốt suy nghĩ thứ hai cô đang kệ dở gian. Họ đều biết tất cả mọi việc đã quá ư là khớp và mây chính là con gái của bà Hạ tức là chị gái của bà Long. Xong họ vẫn chờ một thời gian xét nghiệm lần cuối. Trước khi có suy nghĩ đổ bộ lên thành phố tìm bà Long để hỏi rõ ngọn ngành tại sao bà hà lại mất tích sau khi bà long lên thành phố làm chung người cha của mây là ai họ không tin là bà long không biết trong thời gian sinh ra mây bà long cũng có mặt ở đó kể cả là chồng bà hà có chết thật do bệnh tật như bà long từng kể thì hẳn vẫn sẽ còn có người nhà vậy bao nhiêu năm qua không ai ngó ngàng tới cháu gái ư bà đang toan tính che giấu chuyện gì và điều gì khiến cho bà Long muốn mày không biết về ngọn nguồn của mình? Tất cả vẫn là một con số bí ẩn. Tối hôm ấy, ông xỉm nằm trên giường vắt tay lên trán suy tư. Nghĩ không thông, ông lại ngồi bật dậy hướng mắt ra cửa sổ. Ông không nghĩ về bà Long. Ông nghĩ về cái diễm, đứa con gái duy nhất của mình. Ông thở dài cúi đầu, hai tay của ông ôm đầu gối dặn vặt bóng lưng người đàn ông tuổi xế chịu in hằng lên bước vách toát ra sự cô độc chê thì vẫn chê trách thì vẫn trách nhưng sự thật vẫn là sự thật cái diễm là con gái của ông gạt bỏ đi cái lý do bà long tiêm diễm vào đầu con gái những thứ không mấy tốt đẹp về bố những tính nết bị ảnh hưởng từ người dạy dỗ trái thói thì diễm cũng chỉ là đứa con gái thiếu thốn tình cảm Biết đâu chỉ vì không có sự uốn nắng của bố, con ông mới trở thành như thế. Cho nên ông phải chịu trách nhiệm một phần từ những thói hư tật xấu ấy. Vì lúc sớm gặp May, cô nói chồng cái diễm tai nạn qua đời. Tính là cũng biết thế thôi. Xong nghĩ đi nghĩ lại, ông vẫn cảm thấy không ổn. Chồng của con gái chết, tức nó là con rể của ông kia mà. Không biết thì thôi, tại sao biết mà lại không tới? trong khi nghĩa tử là nghĩa tận nghĩ tới đây ông lại lục sụp chuyển mình dựa vào tường ngửa hệt cổ lên nhìn trần nhà cuộc đời của ông đúng là trớ trêu tay con gái từ lúc bé cho tới khi lớn ông không được chứng kiến vì đi tù sau mấy chục năm cải tạo gặp lại con cũng là hôn con cưới bây giờ nghe về con thì lại là lúc con gái mình quá chồng liệu có phải trời đang đầy đọa ông hay không? Suốt đêm trằn trọc nghỉ ngợi, cuối cùng ông quyết định ngày mai sẽ bắt xe lên thành phố viếng con rể. Sớm hôm sau, ông dậy sớm thù xếp rồi bắt chuyến xe sớm nhất đi Hà Nội. Trời sương mù dày đặc, không rõ mặt người, bỗng dáng người đàn ông lẫn trong làn khói bước đi côi cút. Ông không mong gì nhiều, chỉ là muốn thành kính thắp cho người chết một nén nhang để linh hồn người quốc biết rằng ông chính là bố đẻ của cái diễm từ sáng trong đám tang từng đoàn người vẫn lũ lượt vào viếng vì danh tiếng gia đình bạn bè gần xa họ hàng khách khứa thân thiết đều tới viếng ai nấy đều mặc vest đen đi giày quần áo chỉnh tề đồng nhất vào viếng thành từng đoàn đến lượt ông xỉm người ta chú ý nhất bởi vì ông đi có một mình đầu đội mũ cối chân đi giày ba ta trên người mặc một chiếc áo xanh đen công nhân ông không muốn mình bị chú ý nhưng trước sự chỉn chua của người thành thị giàu có ông xỉm lại như điểm nhấn lộ ra rõ rệt tuy đã đội mũ che đi gần nửa khuôn mặt song sự đặc biệt vẫn cứ khiến cho tất cả mọi người chú ý Ông xỉm lẫn vào trong đám người chờ viếng Trên tay cầm một nắm nhang con con Kẹp một cái phong bì nhỏ Đến lượt ông vào Ban lễ tang có hỏi ông là ai Để tiện giới thiệu Nhưng ông chỉ nói gọn rằng Ông là người ở quê Biết tin gia đình có chuyện buồn nên tới hỏi thăm Ngoài ra không nói tên cho họ biết Ông không sợ người ta biết Ông là bố vợ của chính Ông chỉ sợ bà Long ở đây biết Thì rách việc mất tới lượt ông đi vào thì quang đứng đấy thay người đáp lễ chồng thấy nhận ra ngay ông xỉm nhưng anh không tiện nói chuyện đến khi ông quay đi ra tận ngoài đường anh mới đi ra trách chú làm cái gì thế sao chú lại lên đây mây đã nhắc chừng nào chưa sáng tỏ thì chú đừng lên đây cơ mà mây là bà long với cái diễm không có ở đây chứ họ thấy chú thì lại rách việc chú quên cái mây nó nói chú phải đề phòng bà long sao sao mà chú liều thế? trước lời trách móc của quan, ông xìm hiểu anh đang lo cho ông là chính, bởi vì trước khi may đi cô có dặn bà long không phải là người hiền lành nhất là trong vụ mất tích của bà hà, mọi chuyện chưa sáng tỏ thì tốt nhất ông không nên đến đây. ông xì máy nấy gãi đầu ông đáp, tôi biết nhưng mà tôi chỉ muốn đến thắp cho chồng con gái tôi một nén nhang thôi tôi xong rồi tôi sẽ đi ngay ông xỉm cuôn cuốc đội cái mũ cối lên che mặt quang nhìn ông thương hại và cả rồi bắt xe lên đây cũng chỉ vì nghĩa tử là nghĩa tận tặc lưỡi quang nói thôi đã lên tới đây rồi thì uh, tôi cho chú về khách sạn nói chuyện với cái mây đầu giờ chiều nay cũng có kết quả xét nghiệm chú cầm về nhà báo mọi người dưới ấy đỡ mong Nhìn thế sao Sao tôi nghe mấy ngày cơ mà Ông xỉm nhắc tới có kết quả thì ngạc nhiên Anh đáp Để tôi đi lấy xe đã Chú đợi tôi một lát Quang nhanh chóng chạy đi Một lúc sau anh đi tới Ông xỉm nhanh chóng lên xe về tặng khách sạn May mắn cho hai người Chỉ cần chậm thêm ba phút Thì bà Long cũng đã có mặt Bà trong thấy xe của Quang vụt qua nhưng không nghĩ rằng bên trong lại có chồng cũ của mình trên ấy ngồi trên xe quan giải thích về chuyện có kết quả sớm chả giấu gì chú con rể chú sống ngày trước cũng hay trai gái lắm cho nên tôi toàn phải đi xét nghiệm xem có phải con không tôi đi nhiều thành quen bên trung tâm xét nghiệm trông thấy tôi thì khác gì khách vip đâu vì thế người ta hay ưu tiên cho tôi lấy kết quả trước tôi trả thêm tí tiền là xong Ông xỉm gật đầu cảm ơn Quang rối rít Thấy anh tốt bụng Ông lại hỏi Chẳng hay Anh thích cái mày cháu tôi sao Trông anh khá giả dạ như thế Sau này nó cũng được nhờ vả Ông xỉm thật thà nói Khiến cho Quang giật mình Anh cười nhạt đáp Tôi thương cái mày như em gái Nó là một đứa trẻ tội nghiệp Giống tôi Nhưng rất tốt và biết phấn đấu Tôi chỉ giúp được một chút tôi Vẫn là nó phải cố gắng Ông xỉm cười Quang không phủ nhận Anh cũng không thừa nhận Xong cái cách anh giúp đỡ Cách anh đồng hành cùng với May trong mọi hoàn cảnh Thì cũng có thể hiểu Nó thực sự không giống với người bình thường tí nào Mà cũng có thể chỉ là Quang chưa nhận ra điều này mà thôi Bỏ qua chuyện tình cảm Hai người nói đến chuyện huyết thống Ông xỉm nói Xét nghiệm cũng là chỉ thêm chắc chắn của y học thôi Chỉ cái mày nó giống mẹ Người dưới quê nhìn lần đầu là biết ngay Võ nhà ai qua nhà đấy Mà con bé có nói về anh Nó làm gì tiếp theo không Tôi lo lắm Con bé ít tuổi Thông minh thế nào thì thông minh Nhưng mà cuối cùng cũng chỉ là đứa Chưa 20 tuổi Còn non nớt lắm Mà gặp phải mẹ con bà Long Thì lại cáo già Biết bụi ấy có nói chuyện năm xưa không con bé lấy cái gì ra mà đe dọa chứ Ông xỉm suy nghĩ nhiều rồi chép miệng lo lắng quan cười Vừa lái xe Anh vừa động viên Chú đừng có lo quá như thế Con bé mây nó trông non nớt thế thôi Nhưng mà chú quên nó tự lập từ nhỏ sao Nó thông minh Nên làm cái gì cũng chắc chắn Phải như đứa nồng đuổi Cứ mập mờ nhập nhẹm thế này Nó sẽ sốt ruột mà tra khảo bà Long cho bạn được đấy Hay chỉ ít nó sẽ gào ầm ý lên gây sự hoành hoẹ với bà Long. Có thể sẽ không moi được thông tin gì từ bà ấy, nhưng ít ra nó cũng đỡ bức xúc, khó chịu trong lòng chứ. Nhưng con bé rất khôn ngoan khi không làm như thế. Có thể chú không biết, cái mây sinh nghi bà Long từ rất lâu, nhưng ngoài mặt nó sẽ không tỏ thái độ gì đâu. Chú biết không, bà Long đến đám tang thằng chính, cái mây thì vẫn ân cần đi đưa. Khi mọi thứ còn chưa sáng tỏ, con bé vẫn làm theo cái đầu rất minh mẫn không hề thiếu suy nghĩ chút nào cả tôi tin trong thời gian này con bé đang thu thập thêm thông tin về phía bà long và rất sớm tôi may sẽ cho chúng ta câu trả lời quang vừa nói ánh mắt vừa ánh lên sự tin tưởng tuyệt đối ông xỉm cũng vì thế mà hùa theo đấy nói là không yêu con bé mà anh lại tin tưởng tuyệt đối đến thế kia anh nói xem anh không yêu thương nó Lấy đâu ra sự tin tưởng Thần giao cách cả mấy Điều quá Ông xỉm làm ra khuôn mặt nguy hiểm Nói với Quang Anh không đáp Anh chỉ lắc đầu tỏ vẻ Trước cách bắt bẻ của ông xỉm Không khí lắng lại vài giây Ông xỉm ngã người ra ghế Đôi mắt thoáng buồn Ông trầm giọng tâm sự Ở đời Ai chẳng qua tuổi trẻ như các anh chị Thời trẻ tôi cũng biết yêu, biết thương, biết nhiều thứ lắm chứ. Mỗi tuổi chưa biết mùi giàu có nó như thế nào thôi. Chú cứ khéo đùa. Chú chẳng nói chú làm vàng đấy thôi. Làm vàng, không giàu thì ai giàu có nữa. Quang nói, ông xỉm gật đầu, ông đáp. Giàu mà phải đánh đổi mấy chục năm tuổi trẻ, đánh đổi cả gia đình. Kiểu đấy anh có dám thử không? tôi thì tôi sợ quá rồi dầu như thế không chơi được đâu năm ấy tôi thực sự rất nhiều tiền khi đó tôi chỉ mong sao vợ con tôi không đói khổ không thua kém ai nên tôi rất hân hái làm cho tới khi xa cơ lỡ vận người tôi lo lắng cho nhiều nhất lại chạy trước để tôi một mình với biết bao nhiêu năm giam cầm thật cái giá phải trả cho sự giàu có là quá đắt nhưng mà tôi ngẫm rồi ở đời ai cũng có một số phận cả. Tôi tù tội thì bà Long bỏ tôi. Nhưng tôi mà không đi làm vàng, quanh quẩn ở quê, làm thuê làm mướn, không có tiền, mụ ấy cũng sẽ bỏ tôi thôi. Số đã điểm là phải như thế. Trách thế nào được chứ? Ông xỉm cười trong ánh mắt lấp lánh. Người đàn ông có vẻ ngoài bậm trợn nhưng lại rất trải đời và rất giàu tình cảm với câu chuyện của mình quá ư là thê thảm. Đúng thật là ông khá hiền lành, chứ gặp phải người khác, vợ cầm tiền cầm vàng bỏ chạy sau khi chồng vào vòng lao lý. Khi ra tù, ông phải oán hận mà lao vào đánh đập thì đúng là hơi phí. Ấy thế khi gặp bà Long, gặp lại đứa con gái, ông bị người ta kéo đi nhưng ông không hề quay lại thêm một lần nào nữa. Dù có là đi tù đi chăng nữa, nhưng trong con người lương thiện, họ không dám làm tổn thương người thân dù chỉ là một cộng hành nhỏ khi quang còn đang im lặng lái xe ông xỉm lại nói anh có biết vì sao tôi lại kể ra chuyện tôi với bà long không thực ra năm ấy tôi với bà long đến với nhau không phải vì tình yêu mà vì tôi thì quá lứa lỡ thì còn bà long thì ế nhưng lại ham dẫu có chúng tôi cứ thế dọn về ở với nhau chung sống như vợ chồng nhưng dù có là lấy nhau Cho có đôi có cặp Duy trì nội giống đi chăng nữa Tôi vẫn làm tròn trách nhiệm của một người cha Một người chồng Không bao giờ để cho vợ con chịu khổ Nhưng tai họa tới Tôi đi tù Vợ con cũng dứt áo bỏ đi Khi đó tôi mới nhận ra Tình yêu rất quan trọng Nó hơn nhiều tình thương Hay bất kể loại tình cảm nào khác Tự hỏi xem nếu bà Long yêu tôi xuất phát từ sự chân thành Thì tôi có đi tù giam 3 năm Thậm chí là vài chục năm Hay nữa cuộc đời bà ấy sẽ yêu tôi Mà chờ đợi Nhưng nếu như không yêu thương nhau Thì có chờ nhau một ngày Cũng sẽ là lãng phí Nói ra lúc anh giàu thế này Hơi trừu tượng quá Nhưng mà anh phải nghèo đi một lần Anh mới biết tình yêu nó thực sự quý giá Tới mức nào Nó to lớn lắm Nó có thể vực dậy anh kéo anh ra khỏi nỗi đau vô tận nó sẽ động viên anh sau những lần anh hoàn nạn nghĩ xem mâm cơm rau có tiếng cười tiếng nói vẫn ấm áp hạnh phúc hơn là một mâm cơm có đầy đủ thịt cá nhưng đơn độc tóm lại lựa chọn người đồng hành cùng với mình trong cuộc đời rất quan trọng nếu không lựa đúng người anh cũng sẽ giống như tôi thôi ông xỉm nói rất nhiều thứ quang phải choáng ngợp trước cách hiểu sự đời của ông. Văn vỡ một lúc thì cuối cùng ý của ông vẫn là quan yêu cái mây. Phần vì ông hiểu tuổi trẻ đôi khi bỏ mất những cơ hội quan trọng. Phần vì ông thấy giữa quan và mây đều có sự tự tế và thấu hiểu. Như ông đã nói đấy, người song hành trong cuộc đời rất quan trọng. Chỉ cần chọn sai người, sau này rất khó làm lại cuộc đời như lúc trước. Nói rất đúng với câu nói, chiếc cúc áo đầu tiên bị lệch sẽ kéo theo những cái về sau cũng sai trái y như nó. Nói tới đây, người ta cũng hiểu ngụ ý của ông xỉn. Ông không buồn vì đi tù mấy chục năm. Ông không buồn vì đứa con gái không nhận ra ông. Ông không buồn vì đến tuổi này vẫn cô độc, côi quốc Chỉ là ông buồn khi đã chọn đại làm vợ. Người mà ông tuổi trẻ nỗ lực cố gắng. Nhưng cuối cùng lại nhận sự thờ ơ, chối bỏ trách nhiệm. Đau lòng lắm thay. Sau khi một già một trẻ tâm sự với nhau xong Là chìm vào sự im lặng Thế nhưng suy nghĩ trong đầu ông xỉm Vẫn còn dây dứt mãi Đến khi tới khách sạn Họ vẫn thấy mây cần mẫn làm Mặc dù trong lúc làm thi thoảng mây lại có hành động rất lạ Chẳng hạn như lấy tay sờ lên bụng Hay bịt miệng Quang thấy cả Chỉ là anh lờ đi như không biết Chẳng hiểu sao anh cứ thấy lo lắng anh rất muốn hỏi mây nhưng có một nỗi sợ mơ hồ nào đó khiến anh không dám hỏi. Hai người ngồi một lúc, mây mang nước ra mời, ông xỉm nhìn mây mà cười đáp. Mây về đây làm chắc được đãi ngộ tốt hay sao mà trông béo lên ấy, không giống như cái hôm chú gặp lần đầu tiên. Mây gật đầu cô cũng xác nhận, sự lên cân là thật. Chú cháu nhà người ta hỏi hàng nhau, ấy thế mà quan cứ giật mình thon thót ngồi thêm dăm phút người ta cũng gửi kết quả xét nghiệm đến khách sạn thật không quá ngạc nhiên khi bên trong kết quả cho thấy giữa gia đình cụ ngạn và mây có quan hệ huyết thống biết chính xác rồi đấy bây giờ làm thế nào hả cháu liệu có nên hỏi bà long rõ ràng ngọn ngành không mây bặm môi lắc đầu cô đáp từ từ đã chú chúng ta chỉ đang biết một nửa của sự thật thôi chưa rõ ràng, chú đừng nóng vội. Trước mắt chú cứ về quê đi. Chờ cháu thêm một tuần nữa, rồi cháu sẽ liên lạc với chú. Tuy Mày không nói hẳn ra kế hoạch của bản thân, nhưng trước sự lạnh lùng cùng với sự quả quyết, ông vẫn cực đầu đồng ý. Sau khi ăn cơm trưa xong, thì Quang chở ông xịm ra bến xe để bắt xe về quê. Mày vẫn không nói năng gì về bà Long. Anh hỏi. Này, em có lo được không đấy? có chị phải nói với anh đấy ngày thường thấy em hay nói thế mà giờ gặp chuyện quan trọng em cứ im lặng anh cũng hay sợ đấy mây cười trong nụ cười có chứa nhiều sự ấm áp đối với cô cô vẫn thương quan nhiều như thế chỉ là cô không dám nói ra giống như cái cách cô giấu cả chuyện cô mang bầu con của anh cô chọn cách giải quyết một mình tội trạng nào cũng chỉ có mình cô gánh là đủ nhưng nghe câu có chuyện gì thì phải nói với anh. mây cũng cảm thấy thích vô cùng. ít ra bố của con cô rất tự tế và chu toàn. Mày nói. tất nhiên là em sẽ có chuyện cần nhờ, nhưng mà anh cứ về lo đám tang cho xong đi đã, lo nhiều việc cùng lúc. anh có ổn không? không sao đâu, em cứ nói ra đi. có gì anh lo luôn một thể. quang hâm hở nói ngay, chẳng biết lấy đầu ra sự hào hứng có phần hơi quá khích như thế. May gật đầu, nhiệt tình như thế, ai mà không lỡ nhờ vả kỳ chứ. Lấy trong túi ra chiếc điện thoại của mình, may mở tới phần lưu trữ, rồi chỉ vào cái hộp thiết cũ đựng đồ của bà Long. Cũng những tấm hình chụp bà Long thời trẻ. Em muốn tìm hiểu nguồn gốc của những tấm hình này, cụ thể là cái công ty may này, những người công nhân trong bức ảnh này, và quan trọng hơn là người đàn ông ngoại quốc Khiếp Cái công ty này biết từ đời nào mà tìm chứ Bây giờ cả thành phố này Biết mọc thêm mấy nghìn cái nhà máy xí nghiệp Khó nhận lắm đấy chứ không dễ đâu quan thang vãn chuyện mây nhờ quá khó khăn Mây nhìn châu mậy một cái Rồi chỉ vào bức hình nói Nếu như tìm nhà mây từ thời ấy he là rất khó Nhưng mà anh có thể tìm theo áo đồng phục công nhân mây này Anh nhìn xem Trên ấy có cái logo thường các công ty phải khá tầm cỡ thì mới đăng ký kinh doanh. Áo có logo thế này chẳng lẽ lại không tìm ra, với lại anh giàu có như thế, tìm nó cũng nhanh mà. Mây cười, qua ngờ ngát. Đúng thế thật, tìm công ty khó thật đấy, nhưng áo có logo thì dễ hơn rất nhiều. quan nhìn mây không đáp, rồi lặng lẽ sao chép lại những bức ảnh từ máy của mây sang máy của mình bắt đầu công cuộc tìm kiếm. Làm xong, anh tranh thủ về nhà xem tình hình. Bà Lan vẫn bần thần ngồi cạnh quan tài của con. Mấy ngày trôi qua, bà không còn nước mắt để khóc. Trong bà bây giờ tái nhợt, người ngợm mềm như dưa. Thương con là một phần, cái chính là sau khi con bà chết, bà sẽ không còn tiếng nói như lúc trước. Mặc dù chính khi sống cũng chỉ là một thằng nghiện ngập, ăn chơi, nhưng người ngoài trong và vẫn nghĩ đấy là con trai của bố quan Bà Lan được đà sinh con cho gia đình Thì lên mặt quát tháo Giờ đốt chết Bà nói ai thèm nghe Cũng giống như mây Quan trong thì có vẻ không quan tâm tới việc gia đình Việc công ty Thường tâm lý người nông nổi Nhưng lúc tan già bối rối Sẽ thừa nước thả câu Sẽ lợi dụng lúc bà Lan suy sụp Mà chơi lại bà một vố thật đau Nhưng không anh vẫn rất ung dung vợ không quan tâm không chơi xấu nhưng đằng sau anh có một cánh tay rất đắc lực đang miệt mài hỗ trợ đấy là cái diễm từ sau khi nhà có tan cái diễm được bà xoan đưa ra nhà nghỉ ở gần đó nó chỉ về nhà lấy đồ đạc rồi lại vội vã rời đi để không có ai chú ý nhưng thực chất mỗi lần nó về nó sẽ lẻn vào phòng làm việc của bà lan để lấy thông tin mật Căn phòng này rất hiếm khi quan vào bởi vì bà Lan có những thiết bị cài cắm khá cẩn mật. Nhưng lúc bà Lan đang ở nhà ngoài mà đau xót con không đề phòng, Diễm sẽ là một con chuột mò mẫm được thì cứ vào làm việc. Mấy ngày sau, chính được an táng chu toàn, bà Lan lăn ra ốm tưởng chết. Suy sụp tinh thần cộng với mấy ngày không ăn không uống, bà trông gầy đi. Nằm trong viện, nhưng không lúc nào bà có thể chợp mắt đuổi. mà từ hôm bà vào viện tới giờ quang không vào thăm một lần chỉ có bà xoan là thường xuyên lui tới bà lan hay hỏi người giúp việc về quang như bà xoan chỉ ậm ừ giải thích quang đi xem trường cho mây đi học nhưng cái lý do chè mắt này quả thực không chính đáng nên bà không có tin bà sợ anh sẽ làm phản mình sẽ vùng lên chớp lấy cơ hội mà trừ khử mình giống cái năm mẹ quang vì bà Lan mà sinh bệnh nên mới chết, bây giờ tới lượt bà sắp sửa bị dồn vào đường cùng. Cái cảm giác mông lung, không biết thế nào, nó mới là cảm giác khó chịu nhất. Không biết Quang sẽ làm gì, không biết Quang sẽ chuẩn bị cho bà những chuyện gì để trả thù. Khi mà lúc này, bà lại chẳng khác nào con cua bị chặt đứt các chân, nằm đồng đầy toi thóp, chờ người ta xé ra trăm mảnh rồi xây nhựa nhờ vào logo trên áo công nhân mây và mẫu tin viết ngắn trên tờ báo anh tìm tới quận a để kiếm nhưng thật không may không ai biết về cái công ty tên đó mà có cái logo này không những thế ở quận a bây giờ có cả trăm khu công nghiệp mây nên lại càng khó khăn hơn nữa dừng lại xuống xe anh nhìn tứ phía với vô số công ty chạy dọc phố đến nổi hoa cả mắt mây gọi điện thoại hỏi han thì Quang vẫn chưa tìm thấy. Vừa mệt vừa khát, anh đi vào quán nước cạnh đấy, nơi có người đàn bà gần 70 tuổi buôn bán. Đồ đoàn không có gì, chỉ có vài cái kẹo cùng với hai ca nước vối và nước chè pha sẵn. Quang gọi ra ba cốc nước vối, tu một hơi hết sạch, rồi ngã người thở như trầu. Mệt nhọc là thế, nhưng ánh mắt của anh vẫn nháo nhát, nghe ngóng xem xét. Người bán nước già trông rõ anh giàu có, đẹp trai Nhưng lại cứ lóng ngóng Câu chuyện làm quà bà hỏi Chẳng hay anh yêu qua mạng phải không Chưa gặp người ta lần nào chứ gì Nói xem cô ấy làm ở công ty nào Xưởng mấy tôi chỉ cho tận nơi Dạ sao ạ à? Quang thấy bà hỏi Liền quay ra hỏi lại một lần nữa Khe khẽ phẩy cái quạt nang Bà cười, tự tin nắm thóp khách Thôi, anh không phải ngại đâu Tôi biết tựa Anh lại yêu cô nào trên mạng Làm nghề may chứ gì Hỏi cô ấy xem đi làm về cổng mấy Tôi chỉ cho Đỡ phải lẫn quẩn tìm nhau Bà bán nước hỏi quan Anh lắc đầu nói Bác hiểu lầm rồi Tôi không tìm gái Tôi tới quận A này tìm một công ty may Chắc có lẽ là hoạt động Năm chín mấy Quản lý có thể là một người đàn ông ngoại quốc Nhưng mà thôi Có kể ra e là bác cũng không biết. Hoàng chán nản không muốn kể cho người lạ nghe về mục đích của mình khi tới đây. Người đàn bà châu mày, như thể anh đã quá khinh thường, một thổ địa bán nước, bám trụ đất này, ngót nghét cả cuộc đời. Bà đáp. Nói không phải khoe chứ, tôi bán nước ở đây cả một đời rồi đấy. Chưa có cái công ty mây nào từ năm chín mấy mà tôi không biết. Nói như anh thì không rõ ràng đâu, bởi vì tất cả xưởng may ở quận này Năm 80 mấy về đây Đều là vốn của nước ngoài Nên từ chức quản lý hay giám đốc Đa phần là người ngoại quốc Bà bán nước Nghe có vẻ sành sỏi về khu vực may Loay hoay một lúc Không biết kể cái gì cho bà hiểu Bởi vì chính anh cũng không biết Về sự tồn tại của nhà may ấy Rút điện thoại trong túi ra để bạn Mà hình điện thoại là logo được phóng to hết cỡ mờ và không rõ ràng lắm. Không biết bà già này có biết hay không? Quang vừa đưa điện thoại về phía người bán nước, vừa lướt qua những tấm ảnh chụp công nhân cùng với người đàn ông da ngâm là người nước ngoài. Có tấm hình ông ta chụp chung với bà Long là rõ ràng mặt nhất, hẳn là bà giữ tấm ảnh đó rất cẩn thận. Ông David, quản lý xưởng may số 6, người Ấn Độ. Xưởng may này thuộc công ty của Ấn Độ bỏ vốn Bức ảnh này chụp vào lúc ăn tất niên công ty Ông David đã mang những hộp bánh của Ấn Độ Tặng cho các nữ công nhân ở xưởng may mình quản lý Sao bà biết chuyện đó? quan hoảng sợ khi người bán nước không quen biết Lại có thể đọc văn vách được tên người đàn ông trong ảnh Gai ốc của Quang nổi lên rần rần Bà già này trông cứ như là người bề trên vậy Bà bán nước cười, khẽ thở dài Bà nhìn ra xa như tìm kiếm hồi ức Bà nói: Sao lại không biết? Tại năm ấy tôi cũng đã làm trong cái xưởng mày số 6 ấy và trong tấm ảnh cậu đưa có cả mặt tôi. Và ở nhà tôi cũng có tấm ảnh này. Cũng kha khá tấm ảnh khác. Bà nói rồi chỉ tay vào người đứng ở ngoài cùng, lưng hơi gù, cũng mặc áo đồng phục của xưởng mày Quang Từ Bàng Hoàng anh chuyển sang phấn khích. Anh cười lớn nói với bà bán nước: Trời, trời giúp tôi rồi Bác ơi, bác có thể dẫn tôi về nhà bác xem những tấm ảnh đó được không? Sao tôi phải dẫn anh về chứ? Tôi với anh có quen biết gì đâu Tôi còn bận bán hàng Người phụ nữ tỏ vẻ đề phòng Không tiếp chuyện quan nữa Sau khi đã cho anh biết tên tuổi Người đàn ông cùng với cái công ty nằm ấy quan thiết ta bày tỏ Tôi thật sự muốn biết bác ơi Chẳng giấu gì bác Đứa em của tôi có mẹ làm trong phân xưởng số 6 này do ông David làm quản lý. Nhưng không hiểu vì đâu, bà ấy bỏ em ấy đi từ thời trẻ đến nay chưa về thăm con, nên tôi mới tìm tới đây. Mày có bác chỉ, chỉ cần bác giúp đỡ, tôi sẽ bao quán nước của bác trọn vẹn một ngày. Nói xong, anh rút hai tờ 500 để dưới cái lọ kheo lạc của bà hàng nước, gọi là bao quán, xong cũng chẳng khác nào mua thời gian và trả công bà ấy kể cho anh nghe Bà bán nước thấy tiền cũng rất thích Mà chuyện anh muốn biết Về sưởng mây số 6 Cách đây mấy chục năm Cũng chẳng có gì to tác Tốn ít nước bọt Tốn chút thời gian Lục lại có ngay một triệu bạc Mà bà bán hàng nước cả tuần Chắc cũng chẳng chưa kiếm nổi Bốc lấy tờ tiền bỏ vào túi Bà già nói Nói ở đây không tiện đâu anh đợi tôi dọn quán xong Tôi sẽ đưa anh về nhà kể cho dễ Bởi vì ở nhà tôi có nhiều ảnh này lắm Quang gật đầu liên tục Trong lúc chờ đợi Anh rút điện thoại ra gọi cho mây Nghe giọng mây Anh không giấu được phấn khích mà nói Mây ơi Anh tìm thấy rồi Người đàn ông ngoại quốc tên David Cùng xưởng May số 6 của mẹ em Em bắt xe đến quần A nhé Chúng ta sẽ đi tới chỗ này mây nghe xong vội cướp máy. Cô hồ hởi mặc áo rồi chạy vụt đi ngay. Trong xã hội hiện đại này, hẳn vẫn tồn tại vô hình hai chữ duyên nợ. Nó đến như cái cách mây gặp được quan hay giống như quan đã gặp được bà bán nước cạnh các công ty mây. Lại chính là người công nhân góp mặt trong bức ảnh thường Tết của công nhân mây năm ấy Bà bán nước dọn hàng xong thì mây cũng tới nơi, vậy là cả ba người hướng thẳng về phía nhà bà bán nước, đi lên tìm về ký ức của những cô công nhân xưởng mây số 6. Dưới sự quản lý của ông David, một người Ấn Độ, mây và Quang tuy rất mừng khi gặp được người đàn bà được cho là làm cùng, và có thể sắp tới đây bà ấy sẽ kể cho mây nghe về mẹ. Nhưng cũng giống như cách tiếp cận ông xỉm hai người không hé ra quá nhiều điểm mấu chốt mà để cho bà bán nước tự nhớ lại hồi ức để kể lại một cách chính xác nhất quang vừa lái xe vừa thắc mắc về cái tên của người quản lý ông này có cái tên nghe lạ thật đấy không phải david mà là david tại vì ông ấy là người ấn độ chứ không phải người mỹ hay người anh ông ấy theo đạo hindu tóc xoăn râu xồm xoàn, trông tướng dữ lắm nhưng mà ông ấy nói tiếng việt rất giỏi là dễ cần nên rất được lòng các nữ công nhân trong đấy có cả bà nữa sau bà bán nước đang giải thích cho quan thì may liền quay sang hỏi bà không giấu mà gật đầu đáp chẳng mê thì sao được giữa một trăm người con gái lọt thởm một người đàn ông sao không mê chứ mê vì hiếm là một phần phần nhiều vì ông ấy là người nước ngoài nên cũng thấy hay hay gọi là mê để đấy thôi chứ ông ấy cũng có người yêu rồi bà bán nước nói vừa nói tay bà vừa chỉ đường cho quang chạy vào khu nhà mình đi thêm một đoạn nữa cũng tới nơi nhà bà cũng khá rộng rãi và thoáng nằm ở đầu một con hẻm nhỏ tất cả bước xuống xe vào trong ngồi ở phòng khách chờ đợi để cho bà lấy ra những bức tranh từ thời thanh niên bước ra từ trong phòng mình đi tới tay bà cũng cầm theo chiếc hộp thiết cụ giống như của bà Long. Nhưng mà trong nó mới hơn một chút, hẳn là bà ấy đã giữ gìn nó rất cẩn thận. Mây chỉ vào cái hộp, hỏi bà bán nước. Cái hộp này là cái hộp bánh mà bác đã cầm trên tay khi chụp bức ảnh những người công nhân cuối năm phải không? Nó được sản xuất từ Ấn Độ. Đúng, nó chính là món quà mà ông David tặng cho những công nhân tiêu biểu ở xưởng may số 6 vào dịp Tết năm ấy thời ấy không có thưởng tết tiền bạc như bây giờ đâu ai làm tốt thì người ta cho lít dầu ăn không thì gói mì chính tôi nhớ mãi cái năm ấy có hộp bánh này là bởi vì ông david đi về quê rồi khi quay lại ông đã cho mỗi người một hộp bánh ấn độ làm quà nó làm từ bột ngô và bột gạo bây giờ tôi cũng quên mất cái mùi vị của hộp bánh ấy nhưng mà chỉ nhớ nó không được ngon bởi vì không hợp khẩu vị nhưng mà nó lạ lại có cái hộp đựng sang xịn như thế, trong khi bánh của nước mình thời ấy chỉ đông cân, hay gói trong túi bóng là lịch sử lắm rồi. Cháu nghĩ bác giữ cái hộp cho tới vợ chắc là còn lý do khác đúng không? Chẳng lẽ chỉ vì người đó là hộp bánh, vỏ thiết sang trọng, mà bác giữ lâu như thế? Quỷ hiếm của thời ấy thôi, thời này thiếu gì, bởi vì bác cũng thích ông ấy đúng không? Mây vừa cười đùa, vừa dò la một cách rất khéo bà bán nước cũng cười trước câu hỏi của mây, bà lắc đầu thẳng thắn đáp không hề thời không có ăn yêu đương cũng no được đâu mà ta tiếc, chỉ là năm ấy là năm đầu tiên từ quê ra phố làm công nhân kiếm được đồng tiền cũng thấy nó phấn khởi cho nên giữ cái hộp thiết đấy làm kỷ niệm thôi mà tôi nói rồi kia mà ông david ấy có người yêu rồi cỡ người lù khù như tôi làm gì có cửa chứ Bà bán nước lật tấm thiết mở ra Bên trong có rất nhiều ảnh xưa cũ Bà đi cho Quang và Mây Tất cả ảnh trông thấy rồi nói Hai người nói tìm mẹ thức lạc phải không? Vậy xem xem có thấy mẹ hai người trong đây không? Ít ra cũng phải nhận dạng được thì mới tìm được chứ Chứ không cũng có mà tìm ra lắm Mà tấm ảnh cũ của hai người lấy được ở đâu? Ai là người giữ tấm ảnh đấy? Sao không hỏi người ta đi? Biết đâu họ là người rõ nhất Bà hàng nước nhiệt tình nói chuyện. Bà nói đúng, người giữ tấm ảnh là người biết nhiều nhất. Thế nhưng chỉ tại bà Long có quá nhiều điều giấu giếm và uẩn khúc, nên bà không dễ gì kể về chuyện của mẹ mây. Tấm ảnh này cũng nào có phải bà đưa cho, để làm mây tình cờ thấy rồi chụp lại thôi. Mây nhìn vào tấm hình của người hàng nước, rồi cô lặng lặng chăm chú quan sát. Cô dừng lại ở một người phụ nữ có mái tóc dài buộc thành hai biếm, đứng cạnh ông David. Tấm ảnh trước của bà Long bị cắt bởi người này. Thế cho nên khả năng cao người phụ nữ xinh đẹp này là bà Hà, mẹ của cô. Mẹ, là mẹ. Mây mắt ướt đẫm, sờ vào người con gái với khuôn mặt xinh xắn, đứng gần ông David. Đứng phía bên kia là bà Long, trong lúc mây không nói gì thì quan hỏi bác có nhớ được hết tên những người làm cùng với bác trong khung hình này không để xem cũng gần như hết đấy anh cũng thấy đấy tôi năm nay cũng có sáu mấy hồi đi làm may tôi là người lớn tuổi nhất trong đám đàn bà con gái mấy chục năm không gặp cũng ít khi nhắc lại cũng là điều bình thường nhưng mà đứa nào đặc biệt tôi vẫn nhớ đây nè để tôi kể cho hai người nghe tên của những người trong hình này xuân lam, hoa, mai, hương, thảo, ngọc nè, tuần, nhật. Đứa này tạm thời chưa nhớ ra. Tiếp đến đứa này là nhung, ngát, lông, hà. Bà hàng nước liệt kê những người công nhân nữ rồi đọc tên. Chỉ một vài người bà không nhớ nổi nhưng thật may mắn, người bà nhớ có cả bà Long và bà Hà. "Bác ơi, bác đọc lại tên hai người này được không? Tôi chưa nghe rõ lắm." Quan nhíu mày giả vờ tập trung, người đàn bà gật đầu, chỉ lần lượt vào hai người giải thích. "Đây là Long, đây là Hà, Hà là chị của Long." "Vậy bà Hà là người yêu của ông David phải không?" Khi bà bán nước còn chưa giải thích, mày đã chậm rãi nói xen vào. Bà ngước lên nhìn, không do dự, Mà gật đầu đáp. Đúng, Hà là người yêu của ông đi viết. Sao cháu biết? Trước câu hỏi khá thẳng tốt, mày lại tỏ ra điềm đạm. Cô bảo. Cháu biết nhiều hơn như thế này cơ. Trước khi tới đây, cháu có rất nhiều suy nghĩ. Và mỗi một sự thật được bác mở ra cháu đều đoán đúng, bởi vì cháu là con của bà Hà. Người bán nước không khỏi ngạc nhiên, hết nhìn mây rồi lại nhìn vào bức ảnh cũ ấy. Bà còn sang cả ông David để đối chiếu. Đúng thật, khi mây nói đến đây thì bà cũng thấy cô có phần giống với người đàn ông ngoại quốc ấy. Bà nhìn một lúc lâu cũng biết mây không nói chơi. Bà đáp. Cháu đã biết rồi sao? Vậy cháu tìm gì ở bác? Bác thì sao biết mẹ cháu ở đâu chứ? Bác đừng lo. thật lòng khi bác nói bác chính là người trong xưởng mây năm ấy, cháu rất mừng. Cháu tới gặp bác là muốn tìm đến bức ảnh lành lặng, cho cháu biết mặt mẹ. Hơn nữa, cháu muốn hỏi bác có nhớ xưởng mây thời ấy, chị em bà Long Hà này có điều gì khác, khiến bác chú ý không? Bác có chơi, hoặc là biết gì về tính nết của người này không? Giữa bà Hà và ông David, mối quan hệ như thế nào bác nhớ lại giúp cháu với. Mày ta thiết hỏi, bà hàng nước ngồi bần thần suy nghĩ chuyện của những năm trước. Bà bảo. Bác biết bà Long và bà Hà là hai chị em ruột. Bởi vì trước khi rủ em gái lên đây, bà Hà đã có một thời gian làm ở xưởng đấy. Vì công việc, kiếm cũng được kha khá, gọi là không làm vất vả như ở quê, nên bà Hà dẫn Long đi lên xưởng làm. Trước khi bà Long làm với chị, thì bà Hà đã yêu ông đi Bà Hà xin gái Làm mây rất nhanh và cẩn thận, cho nên được phân là tổ trưởng đội mây. Khi việc quản lý và tổ trưởng yêu nhau, mọi người cũng không bất ngờ lắm, ngược lại còn rất ngưỡng mộ. Bởi vì bà Hà thì ai cũng quý, ai cũng chơi được cả. Còn bà Long về sau thì xấu tính bẩn bụng, làm việc rất ẩu thả. Nhiều khi mây lỗi, Long lại để cho bà Hà ngồi làm lại sản phẩm của mình. Con mụ Long ăn nói sách mé lắm, Cả xưởng nó ghét Nhưng mà người ta nể Em bà Hà nên người ta không đánh tôi Mây chăm chú lắng nghe Vậy là bà Long tính xấu từ khi ở quê Cho tới tận khi lên thành phố Đến nỗi người làm ăn chung năm ấy cũng nhận ra Quang im lặng một lúc rồi hỏi Vậy bác có nhớ bà Hà mất tích từ khi nào không? Mối quan hệ của ông David và bà Hà kéo dài khi nào thế? Tôi không nhớ bởi tôi thấy họ cứ lằn nhằn thế thôi Cũng chẳng thấy cưới xin Chỉ thấy mỗi ngày ông đi viết Chở bà Hà bằng xe máy Tôi ấy có cái xe Dream Thì oách phải biết Còn bà Long thì đi cái xe đạp cũ của chị gái Có một đợt ấy tôi nhớ Bà Hà không đi làm nữa Cũng không biết lý do Ông đi viết mấy ngày trông rất ủ rũ Người gầy sọc cả đi Mọi người hỏi hang bà Hà Thì ông chỉ lắc đầu nói không biết ông ấy làm độ đâu chừng mấy năm thì nghe bảo cũng mất do bệnh cái này tôi nghe quản lý mới nói chứ tôi cũng không rõ lắm bà bán nước thuật tà nói mây lại hỏi vậy bác bác nghĩ kỹ lại xem từ khi bà hà không đi làm thì bà long làm gì bà ấy có đi làm nữa hay không bà mất mấy giây suy nghĩ rồi đáp có ông đi viết chở bà long đi làm chắc được mấy hôm thì cũng nghĩ nốt, kể từ đó về sau cũng không có ai nhắc tới gì nữa. Bà bán nước đáp, qua ngồi đấy nửa đùa nửa thật hỏi: "Bác đi làm mà cũng vô tâm thật đấy, thí dụ đồng nghiệp làm cũng ốm đâu mà các bác không đi thăm nom, không hỏi hang gì sao? Cứ đi là đi mất hút không rõ nguyên nhân thế ạ?" À? "Chịu thôi, tôi ấy có phải như bây giờ đâu mà hỏi với hàng." Cả công ty ấy, mỗi người một quê, một quán, một công việc. Này tới mai đi, ai quản được mà hỏi chứ? Thời ấy chúng tôi chỉ mong sao đi làm điều, chấm công đủ, tới tháng lấy lương. Chứ hơi đâu mà nghe ngóng mấy chuyện bên lề. Quan trọng vẫn là nồi cơm nhà mình đầy hay vơi thôi. Kể cả việc ông David mất cho bệnh tật thật đi chăng nữa, thì chúng tôi vẫn có những quản lý khác thay thế thôi. Chứ chẳng dỗi hơi tìm hiểu xem ông ấy có chết thật hay là chuyển việc khác. Năm ấy tôi cũng cống hiến cho xưởng may số 6 được mấy năm đấy. Về sau công ty cắt giảm nhân lực, tôi chạy qua công ty may khác để làm. Thế là cứ như vòng lẫn quẩn, tôi làm biết bao nhiêu công ty may, trải qua biết bao nhiêu đợi chủ. Sau này mắt kém không thể may chuẩn, không thể sâu kim, tôi mới chọn ra bán nước. Ngồi trước cổng may nhưng mà tôi vẫn ngóng được trong ấy diễn ra cái gì, đời giám đốc gồm những ai đấy. Bà bán nước khoe thành tích Cuộc nói chuyện cứ thế diễn ra xung quanh những bức ảnh Trước khi lên xe rời đi Mây chụp lại những bức ảnh lành lặng Không bị cắt đi mảnh nào Sờ vào khuôn mặt mẹ mình trong đấy Mây rơi nước mắt Suốt mấy chục năm Hôm nay là lần đầu tiên trong cuộc đời Cô nhìn thấy gương mặt của mẹ Trước khi lên xe Mây nói Cảm ơn bác đã bỏ thời gian ra nói chuyện với cháu nhờ có bác mà cháu biết được mặt mẹ cháu bà hàng nước gật đầu bà nói nói như thời này thì ngày xưa bác là bạn của mẹ cháu đấy nhưng mà biết bao năm gặp nhau cũng chỉ vì làm chung chỗ chứ cũng không biết gì thêm cháu có thể tìm gặp bà long để hỏi bởi vì hai người là chị em bác nghĩ ít nhiều bà long sẽ biết đấy sau lời khuyên của bà bán nước mày và quang nhìn nhau họ chưa nói rõ cho bà hay biết về bà long thế cho nên mày mới nói bà long không kể cho cháu nghe chỗ ảnh này là cháu vô tình chụp được nhưng bà ấy không hề kể gì về mẹ cháu chỉ nói rằng mẹ cháu đã theo người đàn ông nào đó rồi bỏ rơi cháu bà hàng nước nghe xong thì cháu mày bà đâm chiêu nói đi theo người khác sao có khi nào theo ông david không nhưng mà nói thế này cũng không biết được nếu cháu là con ông David Với kinh tế của ông ấy thời đó Thì không phải là vấn đề Tại sao lại bỏ cháu cho bà Long kia chứ Với lại có chắc bà Long nói đúng không Chứ bác nghĩ Hà là người tốt Hiền lành Không lý nào cô ấy nhẫn tâm để lại cháu một mình đâu Thời xưa ngày còn trẻ Nhưng mà Hà lúc nào cũng được lòng mọi người cả Vừa đẹp người đẹp nết Chứ cái lòng nó xấu tính lắm Ăn nói nhiều câu điêu ngoa không chịu nổi chắc gì những lời thêu dệt của bà long về mẹ cháu là thật chứ may gật đầu cảm ơn vì sự nhắc nhở chân thành đến từ phía bà bán nước ngày xưa khi nói về vấn đề bà long là người có lòng già không mấy tốt đẹp may cũng khá hoang mang và cô không tin lắm nhưng bây giờ thì cô có thể biết lời cảnh báo nhận xét của ông xỉm, của người dưới quê và cả bà bán nước này đều rất có lý một người ghét mình thì có thể cho là người ta có ác cảm nhưng mà 10 người đều ghét mình Thì hẳn là vấn đề nằm ở bản thân mình Sau khi Quang đưa May về Thì quay lại nhà mình lấy đồ Diễm trông thấy Quang về không nhìn được Xô ra ôm ấp Nó hít hà mùi nước hoa phản phất trên người Quang Rồi tỏ vẻ hờn dỗi Mấy hôm nay anh đi đâu thế Anh chẳng để ý gì tới em cả Khổ quá Không phải là anh không để ý Mà anh đang đi lo công việc cho em Em thấy đó, Bà Lan đang chuẩn bị tống em ra đường rồi, anh phải tranh thủ lúc này hoàn tất tiền bạc, giấy tờ để mua lại cổ phần từ bà Lan. Tốn biết bao nhiêu tiền, chứ chơi không gì đâu chứ. Quan tỏ vẻ mệt mỏi, Diễm thấy mình hơi vô lý thì cười, vẽ má quàng một cái, cô đáp. Em biết rồi, chẳng qua em sót anh quá thôi, làm gì thì làm, vẫn phải để ý sức khỏe đấy, khi nào xong việc phải về nhà ngay đấy, mẹ con em chờ. Quý vị thân mến, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 6 của bộ truyện Kiếp Mồ Côi được viết bởi tác giả Giao Ninh. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và subscribe kênh điểm hộ Tú Quỳnh và ekip của kênh đọc truyện Chị Dậu nhé. Còn bây giờ Tú Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chuyên mục phát sóng tiếp theo. Chúc quý vị một ngày thật vui vẻ.